Sau khi thành công lấy trộm thông tin của tên giám đốc thối nát, nhóm siêu trộm này liền lên xe chạy trốn. Thế nhưng vừa mới ra đến bãi đỗ xe, họ đã bắt gặp anh đồng đội to con của mình đang bị đám côn đồ xử lý. Thấy đồng đội của mình bị bắt nạt, cả nhóm lập tức lao tới giải cứu anh. Thế nhưng lúc này anh trai to con vẫn muốn trả thù tên tham quan kia, bởi hắn đã hãm hại anh trai anh. Thấy không thể ngăn con báo này lại một cách bình thường, anh nhóm trưởng liền cho dừng xe. Sau đó anh bước xuống bình tĩnh giảng giải cho con báo kia biết người thông minh sẽ giải quyết việc này như thế nào. Hiện tại bọn họ vẫn chưa có bằng chứng buộc tội tên giám đốc đê tiện kia. Nếu anh chỉ biết dùng nắm đấm để xử lý hắn thì anh sẽ được một vé đi chăn kiến khoảng 7 niên. Ngược lại hắn sẽ được nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật tiếp tục làm chuyện xấu. Tới lúc này anh chàng to con mới thức tỉnh. Họ sẽ dùng cách chân chính để bắt tên giám đốc thối nát kia phải đền tội trước pháp luật. Hôm sau anh nhóm trưởng đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Cả nhóm sẽ bí mật đột nhập vào nhà kho ăn cắp toàn bộ tiền bẩn của tên giám đốc cặn bã kia. Trên con đường rộng mênh mông, một người đàn ông lái xe không nhanh không chậm, hết sức bình tĩnh. Người đàn ông ngồi trong xe nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, khuôn mặt anh lạnh như băng. Người ngoài nhìn vào khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Lúc này radio đang nói về đợt đặc xá mới của tổng thống. Thế nhưng mọi chuyện không như những gì người ta dự đoán. Đợt ân xá này không dành cho thường dân hay những người phạm tội nhẹ. Thay vào đó đây là cơ hội chạy án của vô số chính trị gia và các ông chủ tập đoàn lớn. Chính vì vậy lần ân xá này đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Một trong những việc khiến mọi người phẫn nộ nhất là Chung Jong Seok, kẻ được mệnh danh là ông trùm cho vay nặng lãi ở Gangnam cũng được ân xá. Ngoài Jong Seok ra còn có vô số ông to mặt lớn khác xuất hiện trong danh sách ân xá lần này. Sau khi tin tức này được công bố, nó không chỉ nhận được sự chỉ trích gay gắt của toàn xã hội mà còn khiến Haji bất mãn vô cùng. Ngày hôm đó Haji đặc biệt ăn mặc lịch sự như một công tố viên tới trại giam hỏi thăm Jong Seok. Haji không hề hay biết rằng lúc này Jong Seok đang thưởng thức bữa trưa thịnh soạn trong văn phòng giám đốc trại giam. Jong Seok hiên ngang bao nhiêu thì giám đốc trại giam lại khúm núm bấy nhiêu. Ông ta bẽn lẽn đưa một mảnh giấy có ghi số tài khoản ngân hàng của mình cho Jong Seok. Đổi lại ông nhận được ánh mắt khinh thường của Jong Seok. Ngày xưa khi còn là tội phạm, Jong Seok không thể không cúi đầu. Thế nhưng thời thế đã thay đổi. Jong Seok chuẩn bị được mãn hạn tù. Hắn sẽ không còn phải khúm núm trước một giám đốc trại giam nhỏ bé như trước đây nữa. Khi nghe tin có một công tố viên muốn gặp mình, Jong Seok tỏ rõ thái độ không thèm đếm xỉa tới nhân vật vô danh tiểu tốt này. Thế nhưng khi gặp mặt, Haji đã ném cho Jong Seok danh sách những tên đàn em của hắn đã bị bế đi tù. Nhìn thấy tập tài liệu, Jong Seok lập tức thay đổi thái độ. Hắn tức giận dùng hai tay xé vụn tập tài liệu ngay trước mặt Haji. Sau khi đã đạt được mục đích ban đầu, Haji hiên ngang bước ra khỏi phòng giam. Trên đường đi anh tiện tay vứt luôn chiếc thẻ công tố viên đang đeo trên cổ. Thấy tình hình không được khả quan cho lắm, Jong Seok lập tức kết nối với đám đàn em đang ở bên ngoài. Mọi chuyện đã bị lộ, chúng phải ngưng rửa tiền trong một thời gian dài. Số tiền đã rửa được phải nhanh chóng cất đi trước khi quá muộn. Ai mà có ngờ Haji đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Jong Seok và đàn em. Dưới sự hỗ trợ từ xa của anh bạn hacker hàng đầu tên Byung-min, Haji không chỉ không xuất hiện trong camera an ninh của khách sạn mà còn lấy được thông tin cá nhân của hai anh bảo vệ. Nhờ vậy mà anh đã thành công lừa được hai anh bảo vệ rời khỏi thang máy riêng của Jong Seok. Sau đó Haji thản nhiên vào căn cứ bí mật của bọn rửa tiền lấy đi một lượng lớn tiền mặt. Chẳng bao lâu sau, đám đàn em của Jong Seok phát hiện một kẻ lạ mặt đang hồn nhiên ăn trộm tiền của chúng. Thấy vậy chúng lập tức ra đòn tấn công Haji. Đúng lúc này một anh chàng to con bỗng từ đâu xuất hiện. Chàng trai cao to đen hôi này chính là Jin Uông, một trong những đồng đội của Haji. Chỉ với một cái bạt tai, Jin Uông đã khiến một tên xã hội thâm nằm đo ván. Một mình anh có thể dễ dàng cân hết cả đám lâu nhiêu này. Chỉ vài phút sau, đám đàn em của Jong Seok đã nằm ngổn ngang như cỏ rác. Đến đứng chúng còn đứng không vững. Lâu lắm mới có cơ hội đánh người Jin Uông đánh hang say. Còn Haji bên này cũng tranh thủ gọi điện báo án với cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, trước mặt họ là một đám xã hội thâm nằm ngổn ngang trên mặt đất và một kết sắt chồng trơn. Công tố viên In-gyu lập tức hạ lệnh kiểm tra toàn bộ xe ra vào ở bãi đỗ xe. Lúc này Haji và đồng bọn đang cất tiền vào cốp của một chiếc xe cảnh sát đã được chuẩn bị từ trước. Sau đó họ thản nhiên lái xe rời khỏi hầm gửi xe. Nơi này cũng đã được cảnh sát bố trí kiểm tra nghiêm ngặt. Khi đi qua trạm kiểm tra, Haji thản nhiên giơ tay chào các đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ rồi nhanh chóng cho xe chạy đi. Không lâu sau, phía cảnh sát đã phát hiện đám người Haji chỉ là cảnh sát pha kè. Một cuộc săn lùng quy mô lớn lập tức diễn ra. Ai mà có ngờ Byung-min nhìn thông minh lanh lợi là vậy nhưng lại là gà mờ trong việc lái xe. Chiếc xe cảnh sát của nhóm cảnh sát giả chạy trên đường không được nuột cho lắm. Ba người ngồi trên xe sợ đến thoát tim. Khi đoàn xe cảnh sát sắp đuổi kịp xe của Haji, một nữ quái mặc nguyên bộ đồ đen cưỡi trên con chiến mã bỗng từ đâu xuất hiện. Cô khéo léo lạng lách chen chúc giữa dòng xe cảnh sát. Cuối cùng cô dừng lại chắn ngang đầu xe cảnh sát. Cũng nhờ vậy mà Haji cùng đồng bọn mới có thể dễ dàng chạy trốn. Ngày Jong Seok được mãn hạn tù, đàn em của hắn xếp hàng dài bên ngoài cổng trại giam để chào đón đại ca. Đúng lúc này xe của công tố viên In-gyu bỗng xuất hiện. Công tố viên In-gyu hỏi Jong Seok giấu tiền lậu ở đâu. Phải chăng hắn chính là chủ sở hữu tầng 28 của khách sạn Won Seong? Thế nhưng Jong Seok nào dễ dàng nhận chuyện đó. Khi In-gyu mở cốp xe ra, Jong Seok chợt đứng hình mất 15 giây. Toàn bộ tiền mặt của hắn đã được đóng gói gọn gàng, hiện đang chất đống trong chiếc cốp đó. Trước khi đi, công tố viên In-gyu còn thân thiện ôm vai chúc mừng Jong Seok đã trắng tay. Hóa ra Haji và đồng bọn đã bàn giao toàn bộ số tiền họ lấy được cho công tố viên. Họ muốn Jong Seok phải tiếc đứt ruột khi mất một khoản tiền siêu to khổng lồ. Cuối cùng Jong Seok cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Giờ đây hắn vừa phải ngồi tù đếm lịch, vừa mất đi toàn bộ số tiền phi pháp của mình.
Trước khi xe lăn bánh, Ingyu không quên cà khịa Jong Seok mấy câu. Nghe mà a cay, con chim cú hộ luôn á trời. Ngày hôm sau, Ingyu bắt đầu điều tra về biệt đội ăn trộm kỳ lạ kia. Người đầu tiên là Jin Uông, kẻ được mệnh danh là nắm đấm thép. Cả nước ai ai cũng biết đến sức mạnh phi thường của Jin Uông. Thế nhưng Jin Uông lại không thuộc về bất kỳ một băng đảng nào. Anh thường làm việc cá nhân và chỉ cần có tiền là sẽ vào việc. Mỗi khi hành động, Jin Uông chịu trách nhiệm xử lý đám lâu nhâu. Từ trước đến nay, Jin Uông chưa từng thua trong một trận chiến nào. Người tiếp theo không thể không kể đến Byung Min, một hacker có tiếng tăm lẫy lừng. Byung Min đã từng vô địch 3 cuộc thi bảo mật an ninh mạng toàn cầu. Anh cũng là người châu Á đầu tiên giành chức vô địch của cuộc thi hack hệ thống bảo mật tài chính Canada. Không những vậy, trình độ lái xe của Byung Min cũng ở mức tạm ổn. Tuy không quá cao siêu nhưng cũng giúp ích cho cả đội mỗi khi bị cảnh sát rượt đuổi. Người cuối cùng cũng là kẻ cầm đầu chính là Haji. Ingyu gần như không điều tra được gì về Haji. Việc này khiến Ingyu vô cùng nhức cái óc. Ông đang muốn nhờ họ giúp sức trong việc truy tố một anh con trai tài phiệt. Hắn phạm tội hấp diêm nhưng vì thế lực đứng sau hắn khá lớn nên cảnh sát đã che giấu lỗi lầm giúp hắn. Ngay đến cả tòa án cũng đứng ra bênh vực. Thế nên Ingyu cũng đành bất lực không làm được gì. Mà lúc này Haji đang nhắm đến một con mồi lớn, chủ tịch tập đoàn Hyun Jin Jok Hyun. Hiện giờ ông ta đang bị điều tra vì hối lộ các chính trị gia. Mặc dù đã đền tội nhưng ông ta chỉ khai ra có 8 tỷ trong số 40 tỷ ông ta tham ô được từ các công ty. Khi công tố viên đến thì toàn bộ số tiền kia đã biến mất. Chắc chắn đã có người báo cho ông ta kịp giấu số tiền đó đi. Mà trùng hợp thay, khi Byung Min tìm hiểu về gia đình tài phiệt kia thì cũng phát hiện thằng con út của gia đình này phạm tội hấp diêm. Nhưng hắn đã được bảo lãnh và tha bổng ngay lập tức. Người quản lý tài chính của tập đoàn là Jong Min. Hắn rất được chủ tịch tin tưởng. Haji nhanh chóng phân công công việc cho từng người. Lúc này tên Sung Gu vừa ra tù liền tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc, hắn vô tình để ý đến một cô nhân viên phục vụ. Không bao lâu sau, hắn đã trói cô lại rồi trực tiếp quay video hấp diêm cô. Nhưng khi Sung Gu vừa tháo dây trói tay và băng dính miệng, cô nhân viên liền cắn hắn một phát. Sau đó cô dùng hết sức bình sinh cho hắn một đòn rồi vội vã chạy đi. Nhưng khi cô đang núp ở cầu thang để gọi cho cảnh sát thì bị Sung Gu tìm thấy và lôi đi. Thông qua giám sát camera khu chung cư của Sung Gu, Byung Min phát hiện hắn lôi kéo cô nhân viên phục vụ vào nhà. Thấy có điều kỳ lạ, Haji cùng Jin Uông liền đến nhà cô nhân viên. Haji giả làm công tố viên hỏi mẹ cô nhân viên về con gái bà. Biết tin cô gái trên đường đi làm về đã gặp tai nạn xe hơi và tài xế đã bỏ trốn. Bác sĩ nói cô gái bị thương rất nặng nên khả năng cao là sẽ sống thực vật cả đời. Khi thấy cô gái nằm trên giường bệnh quấn băng khắp người, Haji vô cùng phẫn nộ. Anh quyết tâm bắt tên Sung Gu phải chịu hình phạt thích đáng. Jin Uông tìm đến nhà của tên cảnh sát trưởng dâm dê, bắt hắn giao nộp hồ sơ vụ án của bố con Sung Gu. Vì bị đe dọa nên cảnh sát trưởng nhanh chóng báo cho cấp dưới lấy ra tài liệu đưa cho Haji. Bằng vài thủ đoạn đơn giản, Byung Min đã đăng nhập được vào trang web người lớn nơi Sung Gu đăng những video đồi trụy. Anh tìm thấy cả đoạn video hắn hành hạ cô nhân viên phục vụ. Cả nhóm đang xem thì phát hiện có kẻ đã lần ra dấu vết của mình. Chúng dò tìm thông qua người truy cập. Khi Haji đang định lái xe rời đi thì bị bọn chúng tấn công. Ba người vội vàng tả xung hữu đột với đám xã hội đen. Tuy nhiên với quân số áp đảo, đám Haji nhanh chóng bị bọn chúng bắt lại chuẩn bị đưa lên xe. Đúng lúc này A Ryung lái xe tới. Cả nhóm nhanh chóng lên xe chạy trốn. Haji đoán rằng chắc chắn đã có người giúp đỡ nên họ mới bị phát hiện nhanh như vậy. Hơn nữa trang web đó cũng đã bị khóa lại. Anh quyết định đi tìm kẻ đứng đằng sau chơi xỏ mình. Khi gặp hắn đang làm màu với bạn gái, Jin Uông liền tung một cú để trả thù. Hắn ta liền nằm đất kêu than. Sau đó anh đưa tên này đến hiện trường vụ đâm xe. Haji đe dọa và bắt hắn ta kể lại chuyện của tên nhà giàu. 2 năm trước bọn chúng đã bắt đầu kinh doanh trang web đen để kiếm tiền. Vì Sung Gu có bố mẹ chống lưng nên hắn hoàn toàn không coi luật pháp ra gì. Hắn muốn trở thành nam chính trong các video đó. Tên đồng bọn cũng cho rằng luật pháp Hàn Quốc chẳng thể làm gì được bọn chúng. Điều này khiến Haji và Jin Uông vô cùng tức giận. Nhất định tên Sung Gu và gia đình thối nát của hắn phải bị trừng trị. Đột nhiên điện thoại của tên đồng bọn nhận được tin nhắn nói rằng có người sẽ xử lý cô gái trong bệnh viện để cô ấy mãi mãi không tỉnh lại. Biết được chuyện này, Haji và đồng đội nhanh chóng đi cứu người. Bên này, A Ryung và Byung Min đang đột nhập vào căn chung cư của tên Sung Gu. Họ phát hiện bên trong có một cơ quan mật. Nhận được tin có người muốn ra tay với cô nhân viên, họ cũng tức tốc rời đi ứng cứu. May mắn thay, hai người đã kịp thời đưa cô gái đi trước khi tên sát thủ xuất hiện. Họ nhanh chóng đưa cô gái đến nhà riêng. Sau đó Haji nhờ một cô bác sĩ đến chăm sóc cho cô nhân viên. Cũng may cô nhân viên đã thoát khỏi nguy hiểm và đang dần bình phục. Lúc này Sung Gu đang bay lắc ở vũ trường với đám bạn thì nhận được điện thoại báo cáo kế hoạch ám sát thất bại. Tên ác nhân liền tức giận ra tay xử đẹp một cô gái. Sau đó hắn giao nhiệm vụ xử lý hậu quả cho anh vệ sĩ của mình. Sáng hôm sau, nhóm của Haji đưa cô nhân viên đến một bệnh viện khác. Bất ngờ cô nhân viên tỉnh lại. Cô hốt hoảng vì sự có mặt của mọi người. Tới khi Haji nói mình là người của phòng công tố mới khiến cô ấy bình tĩnh trở lại. Họ muốn cô nhân viên nhanh chóng bình phục để ra tòa làm chứng bắt tên Sung Gu phải trả giá cho tội của mình. Lúc này cô nhân viên nói cho họ một chi tiết quan trọng. Vào đêm xảy ra vụ án, cô nhân viên đã dùng điện thoại của mình để ghi âm lại toàn bộ sự việc. Nhưng hiện tại chiếc điện thoại đó đã bị cảnh sát thu giữ. Biết được điều đó, đám người Haji quyết định đột nhập vào đồn cảnh sát lấy chứng cứ. Đầu tiên là thông báo với tên cảnh sát trưởng rằng chiếc xe của hắn đã bị xước để hắn phải ra ngoài kiểm tra. Sau đó Ariung đụng vào người cảnh sát trưởng để lấy cắp ví của hắn. Jin Uông giả làm người giao đồ ăn rồi tranh thủ cắm chiếc USB chứa virus vào máy tính của tên cảnh sát trưởng.
Nhân cơ hội đó, Byung Min sẽ xâm nhập vào máy tính của hắn. Anh phát hiện cảnh sát trưởng thường xuyên trao đổi Gmail với tên Sung Woo. Haji cùng A Ryung dùng thẻ của cảnh sát trưởng mở cửa vào phòng tang chứng. Họ nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại của cô nhân viên và rời đi. Nhưng sau khi quay về, tên cảnh sát trưởng phát hiện máy tính của mình có vấn đề. Hắn ta tìm thấy chiếc USB được cắm ở máy tính thì chợt hiểu ra vấn đề. Đám cảnh sát lập tức lao ra ngoài truy bắt kẻ đột nhập, nhưng nhóm của Haji đã kịp rời đi. Cảnh sát cũng không bỏ qua mà tiếp tục đuổi theo. Mọi người liền chia nhau ra chạy trốn. Ba người đàn ông sẽ dẫn dụ đám cảnh sát, còn A Ryung sẽ đi lấy xe để đón họ. Bất ngờ, A Ryung phát hiện đám xã hội đen cũng đang truy tìm bọn họ. Thấy vậy, cô liền thông báo cho Haji biết tin. Tuy nhiên, ba người vẫn không kịp né đám xã hội thâm. Jin Uông có nhiệm vụ ở lại giữ chân cho hai người còn lại chạy trốn. Tên cầm đầu kiên quyết không bỏ qua cho bọn họ. Thấy vậy, Haji lao vào quyết chiến với hắn ta. Anh muốn tạo cơ hội cho Byung Min truy cập lấy thông tin. Haji nhanh chóng hạ gục đối thủ. Byung Min cũng vừa lúc lấy được thông tin. Sau đó hai người tiếp tục chạy trốn. Bên kia, Jin Uông cũng đã hạ gục toàn bộ đám xã hội đen. Sau đó tiếp tục chiến đấu với tên cầm đầu để đồng đội chạy trốn. Chỉ sau vài hiệp, tên đại ca đã bị Jin Uông hành cho ra bã. Tên đại ca còn định chơi xấu thì bị Jin Uông đấm cho một phát không dậy nổi luôn. Lúc này cảnh sát cũng chạy đến. Haji liền bảo Byung Min đưa USB cho mình rồi vội rời đi. Ba người đã trở về nơi tập kết nhưng Haji vẫn không thấy đâu, gọi điện thì không liên lạc được. A Ryung đề nghị đi trước, nếu không ở lại đây sẽ bị tóm cổ. Nhưng vừa nói xong, họ đã bị bao vây bởi cảnh sát. Cứ thế ba người nhanh chóng bị cảnh sát trói lại. Tên cảnh sát trưởng gọi điện cho chủ tịch Ji thông báo đã bắt được đám người phá đám. Không ngờ rằng Haji cũng đang ở đây muốn cùng ông ta thương lượng. Sau khi nghe đoạn ghi âm về tội ác của con trai mình, ông ta đành phải chấp nhận yêu cầu của anh. Trước khi rời đi, anh còn đảm bảo rằng đoạn gốc của bản ghi âm sẽ bị xóa ngay lập tức. Với thủ đoạn đặc biệt của A Ryung, cuối cùng ba người cũng thoát khỏi dây trói và đi tìm Haji. Họ gặp phải đám giang hồ được cử tới để tiêu diệt nhân chứng. Ji Won đang cay cú liền nhanh chóng cho bọn chúng mỗi thằng một đấm. Chẳng mấy chốc anh đã dẹp tan cả đám. Lúc này công tố viên In Gyu đang rất đau đầu về bố con họ Ji thì nhận được một cuộc gọi. Đó là cuộc gọi của một cô gái đang ở cùng với cô nhân viên bị Sung Woo tấn công. Sợ rằng sẽ có kẻ đến hành hung và bịt miệng cô gái nên In Gyu đã đến bệnh viện chờ sẵn. Đám cảnh sát rất nhanh đã đến bệnh viện và chia nhau ra lục soát. Khi chúng tiến vào phòng, cô nhân viên ngay lập tức bị In Gyu chặn lại. Ông nghi ngờ cảnh sát ăn hối lộ nên đã bế cả đám đi điều tra. Lúc này cô nhân viên giao ra chiếc USB chứa bằng chứng liên quan đến vụ án của Sung Woo. Thì ra Haji chỉ muốn lừa gạt chủ tịch Ji để lấy một số tiền lớn. Nhưng anh không muốn để kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Haji đi đến tính cứu đồng đội. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của đồng đội, anh vội tìm cách né tránh. Tuy nhiên anh vẫn bị họ phát hiện. Jin Uông tức giận định bế anh lên cho anh tiếp đất bằng đường hàng không. Nhưng sau khi nghe Haji giải thích và những dự định tiếp theo, họ quyết định giữ mạng anh lại. Ngày hôm sau là lễ nhậm chức chủ tịch của Sung Woo. Nhóm Haji bắt đầu hành động để vạch trần bộ mặt của mấy kẻ lộng quyền. Haji và A Ryung đóng giả khách mời nhanh chóng ăn trộm được thẻ của nhân viên để mở cửa vào khu vực cấm. Sau đó Haji bắt chuyện với nữ MC để đánh lạc hướng cho A Ryung cắm USB vào máy tính trình chiếu. Sau đó Byung Min nhanh chóng thâm nhập vào hệ thống máy tính. Lúc này chủ tịch Ji và con trai đã đến. Hai người đứng cách đó không xa để chứng kiến mọi chuyện. A Ryung còn lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Khi chương trình bắt đầu, video phát cảnh Sung Woo nói về tầm nhìn của mình đối với công ty rất sôi nổi. Không ngờ hình ảnh bỗng chuyển biến thành hình ảnh hắn ta xâm hại con gái nhà lành. Người tổ chức vội vàng chạy lên tắt màn hình lớn thì đoạn ghi âm cuộc đối thoại của hắn với cô nhân viên lại vang lên. Trong đoạn ghi âm, hắn ta nói những lời không thể chấp nhận nổi với cô gái. Cánh nhà báo nhanh chóng bao vây chụp ảnh. Chủ tịch Ji nhanh chóng rời khỏi buổi lễ. Tên bại hoại Sung Woo cũng nhanh chóng theo sau. Vừa ra bên ngoài, chủ tịch Ji đã được công tố viên In Gyu bế đi vì tội mua chuộc các quan chức chống đối lại luật pháp. Trong lúc đó, tên Sung Woo đã trốn xuống hầm để xe. Hắn đang định chạy trốn thì bất ngờ có một chiếc xe chặn đầu tên khốn lại. Hắn ta tức giận xuống xe chửi bới. Đối mặt với hắn là dáng vẻ cười cợt khinh bỉ của Haji. Sung Woo muốn ra tay với Haji nhưng có vẻ như nắm đấm của hắn chỉ dùng được với phụ nữ. Haji chỉ dùng một chiêu đã hạ gục kẻ phạm tội. Xử lý xong mọi chuyện, cả nhóm lại lên xe rời đi. Việc còn lại để ngài công tố dọn dẹp nốt. Lúc này Sung Woo đã hết đường thoát tội. Khi mọi chuyện kết thúc, Haji cùng đồng đội đi đến một căn hầm bí mật. Đây là nơi cất tiền của chủ tịch Ji. Cả nhóm trông thấy đống tiền khổng lồ thì vô cùng thích thú. Bất ngờ có kẻ đánh úp họ từ phía sau. Lúc này công tố viên In Gyu đang điều tra vụ án của chủ tịch Ji. Nhưng khi ông đưa ra danh sách vận động, hành lang được tìm thấy trong két sắt của nhà thờ lại bị loại bỏ. Ông không hiểu vì sao lại bị từ chối, liền đi hỏi cấp trên. Cấp trên trả lời rằng ông đã làm việc không đàng hoàng. In Gyu tính cách thẳng thắn hỏi cấp trên phải chăng trưởng công tố đã chỉ định phải làm như vậy. Bởi vì tội trạng của chủ tịch Ji và con trai đã quá rõ ràng, nên phải đảm bảo những người có ảnh hưởng phía sau được an toàn. Có vậy thì ông ta mới trở thành tổng công tố một cách bình yên được. Cấp trên tức giận liền nói muốn đuổi việc ông. In Gyu cũng không quan tâm đến mặt mũi của cấp trên mà nói thẳng rằng ông chắc chắn sẽ dẹp hết tất cả những mối quan hệ cộng sinh dơ bẩn và kinh tởm trước khi rời đi. Sau đó ông đi đến một nhà kho bỏ hoang và tìm thấy bốn người bịt kín mặt đang bị trói. Một tờ giấy nhắn được để lại với nội dung thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra. Thì ra bốn vị cảnh sát mà In Gyu cử đi để bắt nhóm người Haji đã bị A Ryung lấy trộm được chìa khóa còng tay.
Khi họ quay đi báo tin cho Ingyu và chuẩn bị ăn mừng, bốn người Haji đã tự tháo còng tay. Tiếp theo đó là màn thay thế ngoạn mục này. Mặc dù đã không thành công trong vụ bắt nhóm Haji, nhưng Ingyu vẫn phái người theo dõi bọn họ. Khi cấp dưới báo cáo đã tìm được Byung-min và hỏi xem có bắt luôn hay không, Ingyu còn đang không chút hoang mang bày ra kế hoạch tiếp theo, nhưng quay đầu lại đã thấy Haji đang ngồi đối diện với bàn làm việc của mình. Haji không e dè mà trực tiếp đi vào tủ lạnh tìm đồ uống. Nhìn thấy một màn này, Ingyu chỉ đành cười khổ nhưng không nói gì. Sau khi Haji đề xuất ý định hợp tác với Ingyu thì đã bị từ chối. Ingyu cảm thấy bọn họ đều là một đám ô hợp, vì vậy ông cảm thấy xấu hổ khi hợp tác với họ. Nghe vậy, Haji liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này anh lại nhìn thấy tấm ảnh Ingyu chụp chung với một người đàn ông. Haji lập tức lớn tiếng chất vấn ông. Anh hỏi ông luật pháp là gì trong mắt họ? Là trừng phạt kẻ có tội và bảo vệ người vô tội hay sao? Nhưng tại sao những tên tội phạm có tiền có quyền luôn là kẻ chiến thắng khiến mọi thứ thành có lợi cho mình? Haji còn khuyên ông nếu chấp nhận điều đó thì hãy đi theo phục tùng đám nhà giàu. Trước khi rời đi, Haji không quên nhét vào túi áo Ingyu một tấm danh thiếp. Anh dặn ông nếu có đổi ý thì gọi điện cho mình. Ingyu biết những điều Haji nói tuy chói tai nhưng sự thật đúng là như vậy. Điều này cũng khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm sau, Ingyu đến một buổi họp báo. Giám đốc Na phạm tội tham nhũng và tổ chức đánh bạc trái phép nhưng lại được tuyên bố vô tội. Điều này làm Ingyu vô cùng bất mãn. Ông liền đi tìm cấp trên để chất vấn hắn ta. Tuy nhiên cấp trên lại nói rằng không có bằng chứng nên không thể phán có tội. Ingyu tức giận nói chính hắn đã bác bỏ toàn bộ những bằng chứng ông đưa lên. Cấp trên lại nói rằng vì ông không báo cáo vụ này với ông ta nên không được chất vấn điều đó. Và đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ông ta dành cho Ingyu. Hơn nữa, phó công tố còn chỉ trích Ingyu theo phe của nguyên trưởng công tố, người đã bị coi là nhận tiền hối lộ và trốn ra nước ngoài. Cơn tức của Ingyu lại một lần nữa xông lên đỉnh đầu. Ông đang bảo vệ sự công bằng của pháp luật nhưng lại bị người ta cho là đang cùng người khác kết bè kết phái. Chính điều này đã làm thay đổi suy nghĩ của Ingyu. Bây giờ ông nghĩ rằng miễn là để những tên tội phạm bị bắt thì trả cái giá nào cũng xứng đáng. Sau khi nhận được điện thoại của Ingyu, Haji lập tức tập hợp đội nhóm. Bốn người đồng hành đã không gặp nhau. Sau một thời gian dài mới gặp lại cả bốn vui vẻ nô đùa. Nhưng khi nhìn thấy Ingyu xuất hiện ở cửa, họ lập tức cảnh giác. Cảm thấy lần này Haji lại phản bội mình, họ liền lôi Haji sang hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi Haji trấn an đồng đội, cả nhóm liền quay lại bàn chuyện hợp tác với Ingyu. Ông đưa ra một tập hồ sơ trong tay và nói rằng đây là những kẻ mà họ phải bắt. Trong hồ sơ đó bao gồm ông chủ các tập đoàn chính trị gia, những người hành pháp, bộ trưởng, phó bộ trưởng và đại ca các băng đảng. Bọn họ đều nhận được các đặc quyền kể cả khi ở trong tù. Dù có phạm tội nghiêm trọng thế nào cũng chỉ nhận 3 đến 5 năm tù. Vì vậy ông yêu cầu nhóm Haji bắt hết những người đó lại. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng đã đi đến thỏa thuận. Tiền nhóm Haji lấy còn chứng cứ phạm tội của đám người này sẽ đưa cho Ingyu. Nghe được thỏa thuận này, sự không hài lòng trước đây của ba người bạn lập tức bay biến. Thay vào đó là ý chí hừng hực chiến đấu của mọi người. Mục tiêu đầu tiên của họ chính là giám đốc Na, kẻ vừa được phán vô tội. Tuyển thủ boxing do giám đốc Na lựa chọn đã thua trận. Kết quả này làm cho hắn ta vô cùng tức giận. Hắn không chỉ mất rất nhiều tiền mà còn bị đối thủ chế giễu. Hắn đem người môi giới ra đánh đập dã man và cảnh cáo. Lần sau nếu không tìm được một võ sĩ tốt thì người môi giới sẽ được lên đường sớm. Một bên khác, người dân đang biểu tình dự án đô thị bị tên giám đốc tham nhũng. Hắn ăn chặn tiền bồi thường của người dân. Cảm thấy không thỏa đáng, mọi người đã phản đối việc di rời nơi ở. Bất ngờ có một đám côn đồ đi tới. Chúng được thuê để xử lý gọn những người biểu tình. Tất cả người dân bị đám côn đồ đánh đập không thương tiếc. Khi điều tra thông tin về hắn, tình cờ Haji biết tên này đang tìm một võ sĩ chuyên nghiệp. Anh liền để Jin Uông đến ứng tuyển. Mà lúc này giám đốc Na đang bị bố vợ nhăm nhe muốn triệu tập hội đồng quản trị để bãi nhiệm chức vụ giám đốc của hắn. Hơn nữa dự án đấu thầu chung cư cái thì bị loại cái thì mãi vẫn chưa có hồi âm. Những điều đó khiến cho hắn ta như ngồi trên chảo lửa. Khi giám đốc Na đi dự một bữa tiệc, Haji cũng trà trộn vào đây với vai trò là quản lý đấu sĩ. Không lâu sau, anh giới thiệu Jin Uông cho giám đốc Na. Chỉ bằng vài đường quyền, Jin Uông đã hạ được đối thủ. Điều này đã làm cho giám đốc Na vô cùng phấn khích. Hắn lập tức thuê anh về làm việc cho mình. Tối đó tên giám đốc tiếp tục tổ chức một giải đấu lớn. Jin Uông chính thức ra sân. Nhóm Haji cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Lúc này Ariung cùng Haji cải trang thành bảo vệ và đột nhập vào phòng chứa tiền cá cược của giám đốc Na. Bên ngoài, Byung-min đã thâm nhập vào hệ thống an ninh. Anh đã gắn camera theo dõi sàn đấu. Nhưng giám đốc Na cũng không phải dạng vừa. Hắn ta cũng có một kế hoạch nào đó. Ngay khi Jin Uông bắt đầu có những dấu hiệu thua trận, tên giám đốc cùng cấp dưới lập tức rời đi. Chuông báo động của sàn đấu bắt đầu vang lên. Hệ thống theo dõi của Byung-min cũng gặp vấn đề. Thấy có biến, Jin Uông nhanh chóng xử đẹp đối thủ. Sau đó cảnh sát ập vào sàn cá độ trái phép. Thì ra đây là thủ đoạn của tên giám đốc Na. Hắn đã báo cảnh sát làm mọi người náo động, còn bản thân thì cho đàn em ôm hết tiền chạy trốn. Nhưng hắn ta đã bị Haji bắt bài. Haji và Ariung giả danh bảo vệ đem tiền ra ngoài. Nhân cơ hội họ cướp luôn xe tiền và tẩu thoát. Không ngờ rằng toàn bộ số tiền trên xe đều là giả. Nhóm Haji đã bị tên giám đốc Na cho một vố đau điếng. Hắn ta mới là kẻ đang giữ số tiền thật. Ngày hôm sau, Haji cùng đồng bọn tới công ty của tên buôn bán xe giả và xem giao dịch của hắn ta. Họ nhanh chóng điều tra ra được giám đốc Na có một quỹ đen ở công ty. Để biết quỹ đen của hắn có thể đưa đi đâu, cả nhóm đã lên kế hoạch và quyết định đến công ty của giám đốc Na. Đúng lúc này, Jin Uông nhận được điện thoại của cháu, lập tức chạy đến bệnh viện thăm anh trai. Anh trai anh có tham gia đoàn biểu tình kia nên bị đám côn đồ tấn công đến chấn thương sọ não.
Tên giám đốc Na nghe chỉ thị của bố vợ bắt buộc phải đến bệnh viện để hỏi thăm và bồi thường cho những người bị thương. Jin Woo nhìn thấy hắn ta thì lập tức đuổi theo, bởi vì anh biết tên giám đốc này đã thuê giang hồ hành hung nhóm người biểu tình. Anh quyết định xanh chín với hắn một phen. Jin Woo theo giám đốc Na về tận công ty. Cùng lúc đó, Haji và Ariung giả vờ là chuyên gia sửa máy tính đột nhập vào văn phòng của giám đốc Na để lấy cắp thông tin. Tối đến, Ariung cùng với Byung Min giả làm nhân viên đi vào. Họ diễn một màn kịch và lấy cắp được chìa khóa của quản lý kho. Sau đó hai người đột nhập vào phòng camera giám sát kho hàng. Rất nhanh, Byung Min đã tìm ra nơi chúng cất tiền. Họ liền gọi cho Jin Woo đến giải quyết đám canh cửa trước. Trong lúc đó, Haji đi đánh lạc hướng cấp dưới của tên giám đốc Na. Khi anh rút lui thì bị bọn chúng đuổi theo phía sau. Tới nước này anh chỉ còn cách vắt chân lên cổ mà chạy đến điểm hẹn. Lúc này Ariung cùng Byung Min đã lái xe đến kho tiền, còn Jin Woo cũng giải quyết gọn gàng đám canh gác. Sau khi chất toàn bộ tiền lên xe, họ nhìn thấy Haji kéo theo một đám côn đồ chạy đến. Jin Woo lại phải vận động tay chân một chút. Haji cũng rủ một tên ra nơi khác nhẹ nhàng giải quyết hắn. Ariung và Byung Min lái xe tiền đi trước. Bất ngờ có chiếc xe lao ra chặn đầu họ. Ariung điều luyện lách qua nó một cách dễ dàng. Nhưng đám côn đồ đâu dễ để mất tiền như thế. Hai chiếc xe của chúng tiếp tục bám theo rất sát. Một bên khác, tên giám đốc đang gặp gỡ người vợ xấu ma chê quỷ hờn để tặng quà sinh nhật. Lúc này hắn nhận được một cuộc điện thoại của cấp dưới báo tin số tiền cá cược phi pháp của hắn đã bị người khác lấy mất. Tên giám đốc lập tức bỏ vợ chạy đi giải quyết vấn đề. Lúc này Ariung lái chiếc xe tải chở tiền đi vào ngõ cụt. Sau đó cô nhanh trí lấy mô tô đưa Byung Min chạy trốn. Vì vậy hai người bỏ lại số tiền trên xe. Không ngờ khi tên giám đốc đến nơi, hắn phát hiện mình đã bị chơi xỏ. Số tiền trên xe chính là tiền giả lúc trước hắn dùng để đánh lừa nhóm Haji. Hắn đang định phát tiết thì nhận được một cuộc điện thoại của Haji. Haji mới là người đang giữ toàn bộ số tiền thật. Anh cười cợt tên giám đốc ngu ngốc bị chơi xỏ bởi chính thủ đoạn của mình. Điều này làm tên giám đốc vô cùng cay cú, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Trước khi hành động tiếp theo bắt đầu, Haji đưa cho Jin Woo một vali tiền để chăm sóc anh trai mình. Hành động này nhận được sự ủng hộ của Ariung và Byung Min, càng làm cho Jin Woo kích động nói không nên lời. Sau đó giám đốc Na quay lại phòng đấu cá độ của mình. Hắn nhanh chóng phát hiện có người đã tới đây. Người này không ai khác ngoài nhóm của Haji. Ariung ra bên ngoài dụ tên giám đốc Na cùng đám côn đồ đuổi theo mình. Thế nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì chúng cũng không thể theo được sự nhanh nhẹn của cô. Ariung nghe theo sự dẫn dắt của Byung Min lừa đám côn đồ chạy khắp tòa nhà. Tên giám đốc Na mệt mỏi vì đuổi theo Ariung nên sai đám đàn em đuổi cô, còn mình chạy theo sau. Đúng lúc này Ariung gặp phải hai kẻ chặn đầu. Cô nhanh chóng dùng tiểu xảo với bọn chúng nhưng lại bị rơi mất tai nghe. Vì vậy cô không thể nghe theo chỉ dẫn của Byung Min được nữa. Thấy tình huống bất lợi cho Ariung, Byung Min liền nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển đi cứu cô. Anh chỉ còn cách dùng sức cố gắng trì hoãn cánh cửa để Ariung kịp thời luồn qua vào phút cuối. Quá vui mừng vì cô kịp thời vào trong và thoát được đám côn đồ bám đuổi, anh chàng hacker ôm lấy cô vui mừng. Đổi lại anh nhận được một cái vuốt má không nể nang của người đẹp. Tên giám đốc Na đi lạc vào sàn đấu và gặp được Haji. Anh buông mấy lời trêu chọc tên giám đốc và kể ra hết tất cả tội danh của hắn ta. Điều này làm tên giám đốc tức giận thú nhận tất cả. Vì để trèo cao, hắn phải chịu đựng nịnh bợ cô vợ xấu xí suốt thời gian qua. Vừa hay vợ của hắn đang đứng trên khán đài. Sau khi nghe được tất cả những điều này, cô quay người bỏ đi và quyết định ly hôn với hắn. Tên giám đốc đã mất tất cả tiền bạc và địa vị. Điều cuối cùng hắn phải nhận để trả giá cho tội lỗi của mình chính là cú đấm trời giáng của Jin Woo. Tên giám đốc lập tức choáng váng nằm im trên sàn đấu. Khi hắn tỉnh lại đã thấy chiếc còng số 8 ở trong tay. Công tố viên In Gyu theo sau nhóm Haji dọn dẹp tàn cuộc. Công lao của ông cuối cùng cũng được cấp trên thừa nhận. Cấp trên còn bí mật cho công tố In Gyu thành lập một đội đặc nhiệm. Chắc ai cũng sẽ đoán được người mà In Gyu mời vào đội lần này. Hôm sau In Gyu đến tìm nhóm Haji để cảm ơn. Sau đó ông mời họ tham gia vào đội đặc nhiệm. Từ nay họ sẽ có chức vụ cụ thể trong nhà nước. Điều này làm mấy người vô cùng phấn khích. Khi In Gyu trở về phòng làm việc thì được cấp dưới thông báo những người bị hại gọi điện cảm ơn vì họ đã nhận được tiền trợ cấp. Chẳng cần phải nghĩ, In Gyu cũng đoán được ai là người đã làm điều đó. Lúc này Haji cũng đang cầm bức ảnh mà In Gyu chụp chung với một người đàn ông. Bức ảnh khiến anh không khỏi nhớ lại quá khứ. 17 năm trước khi công tố In Gyu bắt đầu vào nghề, người dẫn dắt ông chính là bố của Haji. Chính vì vậy mà Haji đã đặt niềm tin vào In Gyu. Anh tự nhủ rằng bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sự thật là những tên bị bắt chưa phải là trùng cuối, bởi người đứng sau tất cả những chuyện này vẫn còn là một ẩn số. Trước đó bố Haji cũng từng truy lùng tên bí ẩn này, nhưng không ngờ ông lại bị hắn xoay ngược cắn cho một phát. Để đánh bại đối thủ, chủ tịch Kim đã ám sát tất cả những người phản đối mình. Đội trưởng đồn cảnh sát cũng không thoát khỏi nanh vuốt của hắn. In Gyu tận mắt chứng kiến trưởng ban bay từ trên lầu xuống. Sau đó ông bị kẻ bí ẩn kia làm giả chứng cứ chứng minh ông nhận hối lộ. Khi bị phát hiện thì tự tiễn mình đi bán muối. Haji muốn tự tay đưa tên này ra ngoài ánh sáng công lý, trả lại sự trong sạch cho bố mình. Anh đã đem những người có liên quan ra trước pháp luật, cũng dần tới được kẻ phía sau. Lần này mục tiêu của họ chính là tên chủ tịch tham ô 180 tỷ won. Lúc này Byung Min đang theo dõi hắn ta. Phát hiện chủ tịch Park đang tìm đường bỏ trốn, Byung Min liền báo cho đồng đội. Nhận được tin, mọi người lập tức hành động. Haji và Ariung lái một chiếc xe đến đón chủ tịch Park. Vì mải nói chuyện điện thoại nên một lúc sau tên này mới phát hiện hai người lạ mặt. Hắn ta lập tức muốn xuống xe. Có lẽ điều hắn không ngờ tới là Ariung đã lái xe dừng ngay trước tòa nhà công tố.
Nhóm công tố viên cũng đang định đi bắt chủ tịch Park về điều tra, thế mà hắn ta lại tự đến trước cửa. Hôm sau, công tố viên In-gyu bắt đầu thẩm vấn chủ tịch Park. Ông tò mò muốn biết kẻ đứng sau hắn ta là ai. Chủ tịch Park thừa nhận mình có người đứng sau. Hắn còn khuyên In-gyu nên dừng tay nếu không muốn bị liên lụy. Thế nhưng In-gyu lại chưa biết ngán ai bao giờ. Ông sẽ tiếp tục điều tra vụ này đến cùng. Lúc này, nhóm Haji đang họp bàn và phân tích xem số tiền kia đang nằm trong tay ai. Ah-ryung chợt nhớ khi đưa chủ tịch Park đến chỗ công tố viên, ông ta có nhắc đến cái tên Baek-seo. Vì thế Haji liền nói Byung-min tìm tất cả những người có liên quan đến chủ tịch Park, từ lái xe cho đến người giúp việc. Sau đó mỗi người đi một hướng với công việc riêng của mình. Chỉ có Ah-ryung là đi tàu điện ngầm về nhà. Trên tàu điện ngầm, cô nhận ra một đôi nam nữ đang ăn cắp ví của một người phụ nữ. Với xuất thân từ một tên trộm, đương nhiên cô cũng hiểu quy tắc mà không có hét lên. Sau khi xuống tàu điện ngầm, Ah-ryung nhanh chóng phát hiện đôi nam nữ kia đang bị cảnh sát đuổi phía sau. Cô gái bị ngã xuống trước mặt Ah-ryung, còn người đàn ông thì đã chạy thoát một mình. Ah-ryung thấy vậy liền đỡ cô gái dậy, tiện thể lấy luôn chiếc túi có chiếc ví vừa mới lấy trộm được của cô gái rồi ném vào thùng rác. Cảnh sát thấy cô gái không có gì trên người liền thả cô ấy đi. Cô gái nhanh chóng đến tìm Ah-ryung muốn tầm sư học đạo. Cô gái cứ mãi bám theo đến nhà nên Ah-ryung cũng đành phải cho cô bé vào theo. Khi trò chuyện, cô mới biết cô gái tên là Jeong-ji. Từ nhỏ, Jeong-ji đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Jeong-ji cho biết mình có thể nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Chỉ hy vọng Ah-ryung có thể dạy cho cô ấy kỹ năng trộm cắp của mình. Ah-ryung thấy cô đáng thương khuyên cô hãy quay trở về trại trẻ. Sáng hôm sau, Ah-ryung chưa dậy, Jeong-ji đã nấu xong bữa sáng. Không những vậy, Jeong-ji còn giúp cô giặt quần áo. Thế nhưng cô vẫn đuổi Jeong-ji đi. Nhìn điện thoại trên bàn, Ah-ryung không khỏi nhớ đến tối qua Jeong-ji ngủ mơ gọi mẹ khiến cô có chút buồn. Ah-ryung gọi cho Byung-min nhờ anh kiểm tra trại mồ côi mà Jeong-ji từng ở. Sau đó cô đến trại trẻ mồ côi đó và nghe viện trưởng nói Jeong-ji gọi ông là bố. Nghĩ đến chuyện Jeong-ji nói không muốn trở về, trong đầu cô bất giác xuất hiện một số suy nghĩ kỳ lạ. Bên này, Haji tìm đến cô người yêu cũ, bác sĩ của mình. Thấy người yêu liên tục dấn thân vào nguy hiểm, cô nhắc lại cho Haji nhớ một chuyện trong quá khứ. Lần đó anh trở về tìm bạn gái với thương tích đầy mình. May mắn thay, cô đã kịp thời cứu chữa cho anh. Lúc đó cô mới phát hiện người yêu đang điều tra những quan chức cấp cao. Chính vì vậy chúng đã thuê người ám sát khiến anh bị thương nặng tới mức độ này. Khi tỉnh lại, Haji thấy cảnh người yêu đang khóc lóc vì lo lắng cho mình. Haji như chết lặng, anh không biết nói gì để động viên cô cả. Cho đến bây giờ vết thương đó vẫn còn đau mỗi khi anh nhớ đến cô. Quay về thực tại, nhóm Haji đang lên kế hoạch điều tra quản lý của chủ tịch Park. Trông thấy biểu hiện bất thường của Ah-ryung, Haji đưa cô sang một góc hỏi chuyện. Thế nhưng cô không chịu nói cho anh biết. Đã vậy cô còn cáu gắt bỏ đi. Sau đó Ah-ryung dùng mô tô chạy một vòng để giải tỏa nỗi lòng. Ah-ryung nhớ lại quãng thời gian trước đây khi cô còn là một tên trộm. Cô chịu trách nhiệm cướp đồ và đưa cho đồng đội rồi chạy trốn. Khi đó cảnh sát đuổi theo cô ở phía sau nhưng cộng sự của cô chỉ lấy túi sách mà không quan tâm đến cô. Lúc này cô nhận được điện thoại cầu cứu của Jeong-ji. Băng đảng trước đó của cô đã bắt được Jeong-ji và ép cô quay về giúp họ làm việc. Ba người ở văn phòng không liên lạc được với Ah-ryung đành phải tự hành động. Ba người đi theo dõi một đám côn đồ. Chúng là tay sai của chủ tịch Park. Bọn chúng đang đem tiền giao cho tay quản lý. Đột nhiên cảnh sát đi đến hiện trường khiến đám côn đồ lập tức bỏ chạy. Haji nhanh chóng bám đuôi bọn chúng. Bất ngờ có một chiếc xe lao ra chặn đầu anh. Thế nhưng người lái chiếc xe này là Ah-ryung. Haji còn chưa lấy lại bình tĩnh, cảnh sát đã đến bế anh về đồn. Khi biết tin này, công tố In-gyu lập tức chạy đến giải cứu Haji để anh tiếp tục điều tra. Haji và Jin-woong dùng biện pháp mạnh để dọa nạt mấy tên cấp dưới của chủ tịch Park, để bọn chúng nói ra tiền đã bị Baek-seo đưa đi đâu. Lúc này Ah-ryung đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô muốn tên côn đồ trả tự do cho Jeong-ji. Thế nhưng cô ấy đã bị hắn đưa đến chỗ mấy tay nhà giàu. Biết được điều này, Ah-ryung vô cùng tức giận. Cô hạ gục tên côn đồ rồi ném hắn ra ngoài. Sau đó một mình cô đột nhập vào nhà của lũ giàu có. Ah-ryung đánh ngất lão già biến thái và dẫn Jeong-ji rời đi. Ông già nhanh chóng cho người đuổi theo hai cô gái. Đi được một đoạn, chiếc xe của cô bị chặn lại. Sau khi nhìn thấy giám đốc trại trẻ mồ côi, Ah-ryung liền giao Jeong-ji cho ông ta, còn cô đi ngăn cản đám côn đồ. Tuy nhiên cô chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jeong-ji. Tiếng hét khiến Ah-ryung lơ là phòng bị mà bị bọn chúng tặng cho một gậy vào người. Trước khi ngất đi, Ah-ryung còn kịp nhìn thấy tên giám đốc trại trẻ bắt Jeong-ji đi. Đám người Haji không liên lạc được với Ah-ryung liền tiếp tục phân tích đoạn đường mà chiếc xe chở tiền có thể đi. Rất nhanh con đường đó dẫn đến trại trẻ mồ côi. Mà đây cũng chính là trại trẻ mà Ah-ryung nhờ Byung-min tìm hiểu. Haji liền tới trại trẻ mồ côi với danh nghĩa cảnh sát hỏi thăm về Ah-ryung. Câu trả lời của giám đốc trại trẻ không rõ ràng khiến Haji càng nghi ngờ. Haji rời đi và nói với đồng bọn tìm CCTV để kiểm tra vì anh đã ngửi thấy vấn đề ở trại trẻ này. Chưa đi được bao xa, Haji yêu cầu Jin-woong dừng xe lại. Anh phát hiện camera giám sát ở cách đó không xa. Haji trực tiếp đi đến đồn cảnh sát để kiểm tra. Đã vậy, Haji còn mượn vỏ bọc của In-gyu để có thể có được sự cho phép của cảnh sát. Biết được điều này, In-gyu vô cùng hối hận vì đã hợp tác với anh. Khi tỉnh lại, Ah-ryung phát hiện mình đang ở trong một căn nhà hoang. Tên côn đồ tối qua bị cô ném khỏi xe cũng ở đây. Hắn cho Ah-ryung biết một bí mật bị che giấu. Vì Jeong-ji muốn gia nhập vào băng đảng xã hội đen nên đã cùng tên côn đồ dựng lên vở kịch đặc sắc đánh lừa Ah-ryung. Cô đau đớn khi biết mình đã đặt niềm tin sai người. Jeong-ji ở một bên cũng khóc lóc xin lỗi cô.
Thông qua chỉ dẫn của cảnh sát khu vực Haji biết được con đường này chỉ dẫn đến hai nơi. Một là căn nhà đã bỏ hoang từng là nơi ở của giám đốc cô nhi viện, hai là cô nhi viện khi nãy. Biết được thông tin quan trọng, Haji cùng đồng đội chia nhau ra hành động. Nhưng họ không biết rằng kẻ theo dõi đã báo tin lên cấp trên. Một bên khác, tên giám đốc trại trẻ cùng đồng bọn đang cất giấu số tiền lấy được. Sau đó hắn ta trở về nhà và hành hạ Arium. Bất ngờ có ai đó đến bấm chuông cửa. Thì ra Haji đã tìm tới tận nhà của hắn. Thấy anh muốn vào bên trong để kiểm tra, tên giám đốc trại trẻ bắt đầu căng thẳng. Hắn giấu dao phía sau định xử đẹp Haji nhưng đã bị anh phát hiện. Hai người lập tức xảy ra một cuộc ẩu đả. Bằng vài miếng đánh cơ bản, Haji đã dễ dàng hạ gục được hắn, khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự. Trong khi đó, Jin Uông và Byung Min đang lái xe trở lại cô nhi viện thì bị đám côn đồ chặn đầu. Với quân số áp đảo, chúng nhanh chóng hạ gục cả hai. Tên cầm đầu chính là kẻ đi cùng Ariung hôm trước. Hắn ta nói rằng hắn đã làm thịt cô gái để chọc tức hai người. Chính điều này đã làm cho Jin Uông sôi máu. Anh bật chế độ chiến binh thoát khỏi khống chế rồi dạy dỗ đám côn đồ một trận. Phía Haji đã tìm thấy Ariung. Cô ân hận vì chuyện mình đã phản bội. Haji không trách Ariung vì mọi người trong đội đã sớm coi cô là em gái. Haji giải cứu cô và Jong Ji rồi đưa hai người ra ngoài. Lúc này tên giám đốc trại trẻ đã tỉnh lại và cầm súng đe dọa mấy người. Bất ngờ một người bị ném vào bên trong. Đó chính là cấp dưới của tên giám đốc trại trẻ. Kế hoạch thủ tiêu Ji Won và Byung Min của chúng đã thất bại. Quá căm tức, tên giám đốc trại trẻ Jin Uông tiện tay và hắn một cái đao điếng. Nhận ra mọi chuyện bất thành, tên giám đốc trại trẻ nhanh chóng bỏ chạy. Bên ngoài, đám xã hội đen đã đi tới mở đường cho chủ nhân. Thế nên nhóm Haji lại phải vận động tay chân. Ba người đàn ông lao vào cuộc chiến với những tên giang hồ. Tuy ít hơn nhưng họ không hề thua thiệt. Đám côn đồ từng tên ngã xuống như rơm như rạ. Nhân cơ hội, tên giám đốc lên xe bỏ trốn. Ariung lập tức lái xe theo sát hắn. So về tài lái xe thì hắn không là gì với cô. Dù đã làm mọi cách nhưng tên giám đốc trại trẻ vẫn không thể thoát được. Ariung khiến chiếc xe của hắn mất lái đâm vào cạnh đường. Tên này choáng váng bất tỉnh luôn. Công tố Ingyu cũng kịp thời đến hiện trường để dọn dẹp tàn tích. Đám côn đồ lập tức bị tóm gọn. Tên giám đốc trại trẻ cũng bị bắt về đồn. Ngày hôm sau, Haji đến để hỏi cung hắn. Lúc này anh phát hiện tên giám đốc trại trẻ đã ngỏm củ tỏi trong phòng. Hắn ta sợ rồi tự kết liễu cuộc đời, hay tên này vẫn không phải là trùm cuối. Kẻ đứng sau đã ra lệnh xử đẹp hắn ta là ai? Trong một buổi họp báo tranh cử tổng thống, ứng viên tổng thống Kim Seo-jin đã hứa hẹn với người dân của Hàn Quốc rằng nếu ông ta đắc cử thì ông ta sẽ ra sức dọn dẹp nạn mại diêm. Nhưng tối hôm đó ông lại giở trò với nữ thư ký của mình, khiến cô này sợ hãi bỏ chạy và gọi điện báo cảnh sát. Thế nhưng nữ thư ký không ngờ rằng cảnh sát chính là tay sai của lão ủy viên Kim Jong-jin này. Bọn họ bỏ Mai Thúy vào hành lý để vu khống cho nữ thư ký tội nghiệp. Cô lập tức bị chúng bắt giữ. Sáng hôm sau, Ingyu đến tìm nhóm Haji. Trong cuốn sổ kế toán của tay giám đốc trại trẻ, ông đã phát hiện có một khoản tiền phi pháp được chuyển về tài khoản của ủy viên Kim. Có thể hắn ta chính là kẻ chống lưng cho đám thủ phạm tham nhũng. Ingyu muốn nhóm Haji điều tra vụ này nhưng anh lại không đồng ý. Ủy viên Kim không phải là người của họ có thể động vào. Bên này, một người phụ nữ đang bị cảnh sát ngăn cản ngoài đại sảnh. Vừa hay lúc này, luật sư Jin vừa ghi hình xong chương trình. Nhìn thấy hành vi của nhân viên an ninh, ông đã ngăn lại. Luật sư Jin còn đưa cho người phụ nữ một tấm danh thiếp và nói rằng ông là luật sư. Nếu có vấn đề gì, ông sẽ giúp bà. Khi luật sư Jin muốn rời đi, người phụ nữ liền gọi ông lại. Bà hỏi rằng luật sư Jin có thể nói chuyện với bà một chút không? Luật sư Jin đưa bà trở lại văn phòng của mình. Người phụ nữ liền kể về vụ án của con gái mình. Hóa ra bà là mẹ của nữ thư ký kia. Sau khi tìm hiểu tình hình, ông cũng hỏi bà ấy số điện thoại của nhân chứng và một vài người trong văn phòng làm việc của nữ thư ký. Mà đám ba người của nhóm Haji cũng đang nói chuyện về ủy viên Kim. Ông ta dính vào một vụ bê bối với nữ thư ký. Cô ấy bị bắt vì tàng trữ Mai Thúy. Thế nhưng cô ấy lại nói mình bị ủy viên Kim sàm sỡ và vu oan. Ba người quyết định kéo Haji cùng đi đến phiên tòa. Tất cả mọi người đều chống lại nữ thư ký bao che cho ủy viên Kim. Chỉ có mỗi mình luật sư Jin bênh vực cô. Nhưng ông hoàn toàn yếu thế. Nhìn thấy luật sư bào chữa của nữ thư ký lại là luật sư Jin mà mình luôn chú ý, Haji đã thay đổi thái độ. Anh quyết định tham gia vào cuộc điều tra và giao nhiệm vụ cho mọi người. Tối đó, Haji vào tù để thẩm vấn nữ thư ký. Cô kể cho anh mọi chuyện đã xảy ra. Khi cô bước vào phòng tìm ủy viên Kim thì thấy ông đang mặc đồ ngủ do vừa tắm rửa xong. Nữ thư ký muốn rời đi nhưng ông đã ngăn cô lại và kêu cô đi tắm rửa sạch sẽ. Quá hoảng sợ, nữ thư ký đã đẩy ủy viên Kim ra và chạy đi. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, vợ của ủy viên Kim cũng gọi điện cho cô. Bà ta đe dọa cô đừng chuyện bé xé ra to. Nữ thư ký khóc lóc hỏi Haji rốt cuộc cô đã làm sai ở đâu. Tại sao điều này lại xảy ra với cô? Nữ thư ký hối hận vì chuyện mình đã làm. Cô cho rằng nếu cô an phận chấp nhận thì bản thân đã không đi đến bước đường này. Haji động viên cô gái, anh hứa sẽ không để cô phải chịu oan uổng. Tên ủy viên biến thái chắc chắn sẽ bị trừng trị. Byung Min và Jin Uông giả làm phóng viên nhưng không có thu hoạch gì. Ariung giả làm thực tập sinh để hỏi tin tức của đồng nghiệp nhưng cũng thất bại trở về. Còn Haji thì sử dụng Mỹ Nam kế chiêu trò anh giỏi nhất để tiếp cận với cô đồng nghiệp khai man tại tòa. Hôm sau, Haji bắt đầu điều tra từ cô đồng nghiệp của nữ thư ký. Anh chuốc say và lấy cắp điện thoại của cô ta. Sau khi ra ngoài, Haji copy thông tin của chiếc máy vào thẻ nhớ. Họ nhanh chóng phát hiện bên trong điện thoại của cô ta có một tin nhắn đáng lưu ý. Có kẻ đã dùng tiền mua chuộc để cô đồng nghiệp khai man trước tòa. Một bên khác, luật sư Jin đang có cuộc gặp bí mật. Cô gái này chính là cấp dưới thân cận của vợ của ủy viên Kim.
thì ra chính vợ của ủy viên Kim là người dọn dẹp vật ngáng đường cho ông ta. Chính bà ta đã thuê người ra tay xử lý những kẻ có liên quan đến vụ hối lộ cử tri, nhưng vẫn có một người thoát nạn được. Hắn đã ôm một số tiền lớn bỏ trốn. Cô cấp dưới sợ hãi thủ đoạn của bà vợ ủy viên Kim nên đã mang những bằng chứng có được cho luật sư Jin. Cô hy vọng những kẻ xấu xa sẽ bị trừng trị trước pháp luật. Lúc này nhóm Haji đang điều tra về số tiền hối lộ của tay ủy viên Kim. Họ phát hiện có một người cầm cả tỷ won của ủy viên Kim bỏ trốn. Sau khi truy vết họ có được vị trí của tên này, cả nhóm lập tức lên đường tìm kiếm. Đồng thời Haji cũng báo tin cho Ingyu. Ông nhanh chóng tập hợp mọi người chuẩn bị tác chiến. Khi nhóm Haji đến nơi thì đã quá muộn, tên cầm tiền đã không còn ở đây. Ariung phát hiện một vết máu ở bốt điện thoại. Vừa hay có một bà cô cho họ biết tên cầm tiền đã bị đám côn đồ bắt đi. Đám côn đồ nhanh chóng đưa tên cầm tiền đến chỗ vợ của ủy viên Kim. Bà ta liền sai người tiễn kẻ phản bội xuống suối vàng. Lúc này vợ ủy viên Kim nói rằng không chỉ có một kẻ phản bội, có người cho bà ta biết trong nội bộ vẫn còn một kẻ phản bội nữa. Không ngờ người báo tin lại chính là luật sư Jin. Cứ tưởng rằng luật sư Jin là người liêm chính nhưng hắn lại là một tên cặn bã. Rất nhanh cô cấp dưới đã bị hắn tố giác. Vợ ủy viên Kim cho cấp dưới xử luôn cô gái. Sau đó bà ta cùng đám côn đồ rời đi. Khi đội Haji cùng Ingyu tới nơi thì đã quá muộn. Cô cấp dưới và tên cầm tiền đều đã đi chầu Diêm Vương tự bao giờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực. Manh mối quan trọng nhất đã bị xử lý sạch sẽ. Một bên khác tên luật sư đang nói chuyện với kẻ đứng sau bí ẩn. Người đó là ai thì vẫn chưa ai biết. Lúc này mọi người đưa cô cấp dưới còn dấu hiệu sống sót vào bệnh viện. Haji bất lực bỏ ra bên ngoài. Anh gọi một cuộc điện thoại cho người nào đó xin trợ giúp. Người này đồng ý hỗ trợ anh. Một lát sau bác sĩ ra ngoài và thông báo cho mọi người tin xấu rằng cô gái đã ngỏm cù tỏi. Ngay sau đó có một người mặc bộ đồ bệnh viện cũng gọi điện cho ai đó thông báo đã giải quyết ổn thỏa. Luật sư Jin hẹn gặp vợ ủy viên Kim. Vì làm tốt nhiệm vụ bà ta trả cho hắn một số tiền lớn. Thì ra tên này là một kẻ giả tạo. Nhiều năm trước hắn từng là đồng nghiệp của Ingyu. Sau khi nghỉ việc, luật sư Jin đã đánh bóng tên tuổi để mọi người tin tưởng. Ban đầu hắn ra vẻ đứng về phía người bị hại, sau đó ăn hối lộ đưa vụ án vào ngõ cụt khiến người vô tội phải vào tò. Một lần nữa thủ đoạn của hắn lại tiếp diễn với nữ thư ký tội nghiệp. Haji đến thăm mẹ của nữ thư ký và hỏi bà về cô cấp dưới của phu nhân ủy viên Kim. Bà cho biết cô ấy đã đến gặp luật sư Jin và đưa bằng chứng cho ông ấy. Rất nhanh Haji đã cầm trên tay những vụ án bí mật mà luật sư Jin phụ trách. Ngày hôm sau Ingyu bị phó công tố trách mắng vì tự ý điều tra ứng cử viên Kim. Cuộc trò chuyện của họ đã bị Haji đứng ở bên ngoài nghe rõ. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Ingyu, Haji ném một tập tài liệu trước mặt ông. Anh nói với ông rằng ngay từ đầu hướng điều tra của ông đã không đúng nên mới bị động như thế. Ingyu nhìn thấy tư liệu của luật sư Jin thì nhớ về 15 năm trước khi anh ta còn là một công tố viên. Khi đó luật sư Jin theo vụ công tố viên Choi tham ô. Với sự hiểu biết của mình về công tố viên Choi, Ingyu chắc chắn ông không phải là loại người đó. Nhưng cuối cùng công tố viên Choi vẫn bị luật sư Jin truy tố. Theo cáo trạng của vụ án được Haji nhắc nhở, Ingyu như hiểu ra mọi chuyện. Haji phân tích những tình tiết liên quan đến luật sư Jin cho Ingyu nghe. Haji cho rằng tên này đã ăn đút lót của mấy kẻ cầm quyền cặn bã với số tiền lên tới 50 tỷ won để đổi trắng thay đen. Hơn nữa không chỉ có mình luật sư Jin, phía sau hắn là cả một hệ thống ban lãnh đạo công tố viên nhận tiền đút lót. Vì thế nên công tố viên Ingyu mới không thể điều tra đàng hoàng được. Ngay trong ngày hôm đó nhóm Haji cũng bắt đầu điều tra tên luật sư này. Hôm sau Haji đến tìm một phóng viên. Anh đe dọa sẽ đem chuyện ngoại tình của hắn công khai cho mọi người biết. Lợi dụng chuyện đó anh mượn luôn căn cước của hắn ta. Haji giả danh phóng viên để đi gặp một số phóng viên khác. Anh đã đưa ra những bằng chứng tội lỗi của ủy viên Kim và vợ ông ta. Khi các nhà đài đăng tin ủy viên Kim nhận hối lộ và hấp diêm nữ thư ký, người dân bắt đầu xôn xao bàn tán. Dưới thân phận phóng viên, Haji đến tìm luật sư Jin. Anh cho hắn biết về việc Ingyu đang điều tra ngài ủy viên Kim. Tên này còn nhận được một cuộc gọi của vợ ủy viên Kim. Bà ta đe dọa nếu không lo liệu ổn thỏa việc này thì hắn sẽ bị xử lý. Điều đó làm luật sư Jin lo lắng. Hắn lập tức đến phòng công tố cảnh cáo Ingyu. Nhưng luật sư Jin đã tìm nhầm người. Ingyu còn đang muốn tìm hắn để hỏi tội đây này. Ông đưa ra bằng chứng buộc tội luật sư Jin liên quan đến nhiều vụ hối lộ, làm giả chứng cứ rửa tiền cho các nhà lãnh đạo cấp cao. Thân là một luật sư, hắn biết rằng mấy thứ này chưa thể buộc tội mình. Tên này chơ chẽn phủ nhận và thách thức Ingyu. Sau khi ra khỏi viện công tố, luật sư Jin bị nhóm Haji theo dõi. Hắn đi đến một nhà hàng để gặp mấy quan chức cấp cao. Cả trưởng công tố kế nhiệm cũng đến góp vui. Ariung cải trang thành phục vụ đi vào. Luật sư Jin cẩn thận dò xét cô. May mắn có quản lý nhà hàng tới giải vây giúp cô thoát được một kiếp. Ariung nhanh tay gắn máy nghe lén dưới bàn rồi rời đi. Thì ra trước đó quản lý đã bị Haji mua chuộc. Một bên khác công tố viên Ingyu đến tìm người bạn luật sư khác. Ông nhờ bạn giúp sức điều tra luật sư Jin cặn bã. Khi trưởng công tố kế nhiệm dẫn theo phó công tố đến khoa tay múa chân với Ingyu về lệnh bắt với ủy viên Kim và vợ ông ta, trưởng công tố đã cho họ nghe cuộc trò chuyện giữa họ với luật sư Jin được ghi âm bởi máy nghe lén. Trưởng công tố biết rằng đây là chứng cứ thu thập bất hợp pháp, nhưng nếu ông gửi bản này đến phóng viên thì ông ta không dễ gì thăng chức. Trưởng công tố cũng học hỏi từ đối thủ để giở trò tiểu nhân một lần. Ông yêu cầu trưởng công tố kế nhiệm phải để Ingyu điều tra mọi việc, còn ông sẽ xóa đoạn ghi âm này. Lúc này nhóm Haji tìm nơi mà tên luật sư Jin giấu số tiền. Họ phát hiện một nữ giáo sư trường luật xuất hiện tại nhà hắn ta. Cô này là người đã giúp luật sư Jin mang tiền đi cất ở nơi khác. Nơi đó chính là phòng làm việc tại trường học của nữ giáo sư.
nhóm Haji lập tức lên đường đi tới chỗ giấu tiền. Giữa đường Haji nhận được tin nhắn, In-gyu đã tìm ra kẻ môi giới. Haji lập tức dừng xe và nói mọi người chia ra hành động. Anh sẽ đi bắt kẻ môi giới ba người còn lại đi lấy tiền. Nhưng họ không biết rằng kẻ môi giới này chỉ là thủ đoạn của luật sư Jin. Hắn đã thông đồng với bạn của In-gyu bởi chúng muốn xử ông. Luật sư Jin đã giăng một cái bẫy đợi sẵn. Tên môi giới cũng đang chờ ở đây. Nhưng người đến không phải công tố In-gyu mà chính là Haji. Tên môi giới gửi ảnh của anh cho luật sư Jin. Hắn lập tức nhận ra anh. Nhiều năm trước Haji từng đóng giả nhân viên phục vụ để điều tra trong bữa tiệc của hắn ta. Khi đó luật sư Jin đã tìm đến tận nhà để ám sát Haji. Sau một hồi chống cự, anh đã bị đám côn đồ xiên cho một nhát. Nhanh trí Haji đã nhảy khỏi căn nhà và may mắn trốn thoát khỏi chúng. Gặp lại người quen, tên luật sư cặn bã nở một nụ cười độc ác. Khi Haji đi vào, tên môi giới đã ngồi đợi sẵn. Trên tay hắn là cuốn sổ kế toán các khoản tiền phi pháp của luật sư Jin. Bỗng nhiên một đám côn đồ xông vào. Chúng đã chuẩn bị từ trước. Haji không hề sợ hãi. Anh đóng cánh cửa lại, quyết khô máu với bọn chúng. Một mình anh chiến đấu với đám côn đồ nhưng anh hoàn toàn không yếu thế. Haji lần lượt hạ từng tên một. Nhóm công tố viên cũng đã tới được đây. Khi họ đi vào trong chỉ thấy đám côn đồ đã nằm la liệt trên sàn. Haji nhanh chóng đuổi theo tên môi giới. Hắn trốn trong thùng xe đánh lừa Haji, nhưng so về tài lừa đảo thì Haji chưa hề thua ai. Anh tương kế tự kế đánh lừa được tên môi giới. Haji lấy cuốn sổ kế toán và giao tên môi giới cho công tố viên. Sau đó anh gọi điện cho luật sư Jin và nói với hắn cuốn sổ kế toán đang ở trong tay mình. Cuối cùng anh hẹn tên luật sư gặp mặt nếu muốn lấy lại cuốn sổ. Anh muốn hắn ta lấy tiền để chuộc cuốn sổ đó lại. Lúc này ba người Ariung đã lẻn vào phòng và tìm thấy rất nhiều tiền được cất bên trong tủ. Đúng lúc này Byung Min lại muốn đi vệ sinh. Hai người còn lại bắt đầu công cuộc vận chuyển tiền. Đúng lúc này một đám côn đồ xông ra chặn đường họ. Khi Byung Min đi ra thì thấy hai đồng đội của mình đang bị bao vây. Anh cầm bình chữa cháy xông lên xử lý toàn bộ đám côn đồ kia. Hai người bạn tranh thủ lấy tiền chuồn đi. Ba người cuối cùng cũng thành công trốn thoát. Sau khi luật sư Jin biết được số tiền của mình đã biến mất thì tức giận phát điên. In-gyu gọi điện muốn Haji giao cuốn sổ kế toán ra nhưng anh lại nói với ông rằng mình đã có một kế hoạch lớn hơn. Luật sư Jin lái xe đi tìm Haji. Khi anh vừa xuống xe, luật sư Jin liền điên cuồng muốn lái xe đâm vào anh. May mắn thay, Haji nhanh nhẹn đã trốn thoát. Anh chạy phía trước, luật sư Jin lái xe đuổi theo phía sau. Khi anh chạy đến góc đường, một chiếc xe khác đã va vào anh. Haji được người gây tai nạn đưa vào bệnh viện. Trong phòng bệnh, bác sĩ chẩn đoán Haji có thể sẽ không tỉnh lại. Ba người đồng đội bất lực bỏ ra ngoài. Đám côn đồ theo nhóm Haji đến bệnh viện. Chúng quyết không tha cho bọn họ. Cũng may ba người được nhóm công tố viên đến giải vây. Luật sư Jin cũng tới bệnh viện để ám sát Haji. Thấy anh tỉnh lại, hắn cũng không vội vàng mà đi dò tìm máy nghe trộm. Sau đó Haji giả vờ dụ dỗ moi thông tin từ tên luật sư. Hắn cũng không hề giấu giếm mà thừa nhận rằng mình đã nhận những vụ bí mật, nhận hối lộ và che đậy vụ việc. Những người trong cuốn sổ kế toán này đều là công tố viên và thẩm phán. Còn người đã mang vụ án đến cho hắn là chính trị gia và chủ tịch. Luật sư Jin nói mọi chuyện cho anh biết vì dù sao hắn cũng sẽ tiễn anh về với ông bà. Nhưng hắn không ngờ mọi việc từ đầu đến cuối là kế hoạch của Haji. Người lúc trước anh liên lạc là cô bạn gái làm ở bệnh viện. Chính cô đã nhờ anh đồng nghiệp sắp xếp ổn thỏa mọi việc, tạo lỗ hổng cho tên luật sư đột nhập. Cảnh hắn tấn Haji đã bị ba người đồng đội chụp lại. Hơn nữa chiếc TV này chính là một máy ghi âm, tên luật sư đã bỏ sót nó. Bên trong là toàn bộ lời thú tội của hắn ta. Công tố viên cũng đã sẵn sàng đưa hắn ta đi. Thấy vậy tên này liền chạy trốn. Không may cho hắn, công tố In-gyu đã chờ sẵn bên ngoài. Rất nhanh còng số 8 đã nằm trên tay kẻ cặn bã này. Những người liên quan đến tên luật sư cũng nhanh chóng bị sờ tới, trong đó có cả bà vợ ủy viên Kim. Bà ta không chịu nhận tội còn lớn tiếng đe dọa In-gyu. Nhưng khi ông cho bà ta gặp lại cô cấp dưới vẫn còn sống và đứng ra làm nhân chứng chống lại bà ta, khiến bà ta không thể chối cãi được gì nữa. Hôm sau báo chí đưa tin vụ bê bối của vợ ủy viên Kim và luật sư Jin cặn bã. Điều này sẽ gây bất lợi rất lớn cho ủy viên Kim bởi đây là thời điểm nhạy cảm của cuộc bầu cử. Trong tù, tên luật sư đang nói chuyện điện thoại với người bí ẩn. Hắn nhờ ông ta giải cứu nhưng người đàn ông đó đã từ chối phũ phàng. Lúc này công tố viên đi tìm vật chứng trong nhà tên luật sư. Họ phát hiện chiếc điện thoại của hắn đã mất tích. Chính Haji đã lấy nó đi. Anh dùng điện thoại của tay luật sư gọi cho người bí mật kia. Hắn ta không thèm để tâm, ném luôn chiếc điện thoại của mình đi. Haji cũng không cần chiếc điện thoại của tên luật sư nữa mà bỏ nó đi luôn. Để chúc mừng thành công này, Haji đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt. Khi Haji đi vào nhà vệ sinh, có một người đàn ông để quên điện thoại. Anh cầm lên mới phát hiện đây là điện thoại của luật sư Jin, cái mà anh đã bỏ đi lúc trước. Anh đuổi theo nhưng người đàn ông kia đã biến mất. Một bên khác, mấy nhà lãnh đạo lại có một cuộc họp bí mật. Họ muốn ủy viên Kim rút lui khỏi cuộc bầu cử lần này. Đúng lúc này có một người xuất hiện. Hắn ta chính là người mà ai cũng biết là ai đó. Hay nói cách khác, đây chính là tên trùm cuối. Người này tuyên bố với các nhà lãnh đạo rằng cứ tiếp tục để ủy viên Kim tham gia bầu cử, hắn sẽ xử lý mọi chuyện gọn gàng. Ngày hôm sau, ủy viên Kim mở một cuộc họp báo. Hắn ta muốn lấy lại uy tín của mình. Vì vợ mắc phải tội lớn nên ủy viên Kim tuyên bố sẽ để bên công tố viên xử lý nghiêm vợ mình. Hắn cũng đứng ra nhận hết trách nhiệm về bản thân khi đã quản lý vợ không nghiêm để bà ta làm bậy. Đây là một phần trong kế hoạch của trùm cuối nhằm lấy lại sự tín nhiệm của người dân. Buổi sáng, Haji đến tìm bạn gái. Cô cho Haji biết một chuyện quan trọng. Bố cô đã trở về lấy đi chiếc chìa khóa. Nhiều năm trước, bố cô đã tham nhũng một số tiền rất lớn. Khi bị phát hiện, ông ta đã giấu tiền đi và chạy trốn ra nước ngoài.
chiếc chìa khóa bị mất chính là cái để mở két sắt cất giữ 180 tỷ won mà bố cô tham nhũng được. Haji đem chuyện này kể cho In-gyu nhưng lại khiến cho ông tức giận. Năm đó đội đặc nhiệm lo vụ này là đội của công tố Choi. Chính ông đã để tên tham nhũng trốn thoát. Sếp của In-gyu còn bị vạ lây rồi ngỏm củ tỏi oan ức. Haji nói hãy để anh giúp In-gyu lo vụ này. Điều ông cần làm là giữ kín bí mật bởi vì xung quanh ông có rất nhiều tai mắt. Đừng để chuyện mấy năm trước xảy ra thêm một lần nữa. Thế nhưng In-gyu lại đem chuyện này kể cho trưởng công tố bởi đây là người mà ông tin tưởng nhất. Trưởng công tố có thể cũng sẽ giúp ích trong vụ này rất nhiều. Bên này có một người đàn ông tới trại giam thăm Jong Seok. Người đó đưa hồ sơ và nhờ hắn giải quyết một số kẻ ngáng đường. Nhìn thấy trong số đó có oan gia của mình là Haji, người đã đẩy hắn vào tù, Jong Seok quyết định nhận nhiệm vụ này. Ngay sau đó hắn được phóng thích. Theo kế hoạch, hôm sau Haji cùng đồng đội đến nhà bạn gái anh để điều tra. Bi Ung Min lấy được dữ liệu trên máy tính mà bố cô bác sĩ đã từng dùng để nhắn tin với một người. Người này là kẻ giúp ông bố rửa tiền. Bi Ung Min sử dụng tài năng của mình tìm ra vị trí hai người kia hẹn gặp mặt. Cả nhóm muốn đến đó bắt bố của cô bác sĩ. Để làm được điều đó, họ phải khiến người này lộ diện. Vì từng phải chạy trốn một lần nên ông ta sẽ rất cẩn thận. Biết được kẻ giúp ông bố rửa tiền có sở thích chơi golf, Haji đã tham gia vào một trận đấu của ông ta. Ariung đóng giả nhân viên phục vụ, nhân cơ hội ve vãn cài máy ghi âm lên người tên rửa tiền. Đồng thời cô cũng cuộn luôn chiếc điện thoại của người đàn ông. Sau đó Bi Ung Min giả giọng tên rửa tiền hẹn gặp bố cô bác sĩ. Sau khi biết được thời gian và địa điểm, mọi người lập tức lên đường. Một bên khác, tên rửa tiền đã bị Jong Seok bắt giữ. Hắn ta tra hỏi người đàn ông về địa điểm bọn họ sẽ giao dịch. Người đàn ông sợ hãi đã nói cho Jong Seok biết vị trí giao dịch. Lúc này Haji đã đến điểm hẹn. Tại đây anh gặp được bố người yêu mình. Bất ngờ Jong Seok cùng đám côn đồ xuất hiện. Chúng muốn xử Haji cùng bố cô bác sĩ cùng một lúc. Phía phòng công tố cũng bị khám xét. Thấy cảnh này, In-gyu vô cùng tức giận. Ông chất vấn họ ai cho phép họ làm như vậy. Có nằm mơ ông cũng không ngờ người ra lệnh chính là trưởng công tố. In-gyu đã đặt niềm tin sai người một lần nữa. Trưởng công tố đã công khai việc truy bắt tội phạm với báo chí. Ông ta còn cho cảnh sát phối hợp cùng công tố viên làm việc này, còn In-gyu thì bị cho ra rìa. Lúc này Haji đang phải một mình chống lại đám côn đồ, còn bố cô bác sĩ nhân cơ hội đó chạy trốn. Bọn côn đồ quá đông, Haji bị đẩy vào tình cảnh nguy cấp. May mắn đồng đội của anh đã kịp thời đến giải vây để anh đuổi theo ông bố đã chạy mất. Ông ta bị đám côn đồ dồn vào đường cùng. Vừa lúc Haji tới nơi, anh giải vây và kéo ông bố trốn thoát. Sau đó họ nấp vào một căn phòng thoát được sự truy lùng của đám côn đồ. Haji gọi điện cho In-gyu để báo cáo tình hình và nhờ cứu viện, nhưng ông đang bị cấp trên tra hỏi nên không tiện nghe máy. Trưởng công tố lợi dụng cuộc gọi để tra ra vị trí của Haji. Rất nhanh cảnh sát đã tìm đến nơi. Thấy vậy Haji liền kéo ông bố bỏ chạy. Nhóm của anh cũng kịp lúc lái xe tới đón. Cả nhóm đưa ông bố trở về căn cứ của mình. Lúc này mọi người trong đội vô cùng tức giận. Họ nghi ngờ In-gyu đã phản bội mình. Một bên khác, tên trùm liên lạc với cấp dưới. Hắn ta biết kế hoạch đang đi đúng hướng. Bọn chúng đã bắt giữ được một con tin. Sáng hôm sau, Haji đánh thức bố cô bác sĩ dậy. Họ sẽ đi đến nơi cất tiền. Trên đường đi, nhóm Haji bị đám cảnh sát chặn lại. Thì ra trưởng công tố đã phát lệnh truy nã Haji. Anh xuống xe và chỉ dùng vài đường cơ bản đã hạ hết đám cảnh sát. Sau đó mọi người đưa nhau ra bến tàu. Họ lấy trộm một chiếc cano để đi đến hòn đảo giấu tiền. Một bên khác, In-gyu đã không thể ngồi yên. Ông và đồng nghiệp cũng lên đường đi tới hòn đảo. Lúc này nhóm Haji lái xe đưa người đàn ông đến chỗ giấu tiền. Nhưng đi mãi đến đêm cũng chưa tới nơi. Bọn họ đã bị người đàn ông lừa cho đi lòng vòng. Haji bất lực bảo ông ta xuống xe nói chuyện. Đến bây giờ ông bố cô bác sĩ vẫn chưa tin tưởng anh. Bất ngờ có tên cảnh sát trích điện Haji. Anh choáng váng nằm gục tại chỗ. Hai tên cảnh sát lái xe đưa Haji về đồn. Trên đường đi họ bị một chiếc xe chặn lại. Đó chính là tên Jong Seok tới để bắt Haji. Mặt khác, đồng đội của Haji không thể liên lạc được cho anh. Bi Ung Min liền dựa vào định vị để tìm vị trí của anh. Khi họ tới nơi lại gặp phải đám côn đồ. Thấy mấy tên này bám dai như đỉa Jin Uông lao vào đấm cho cả bọn một trận như tử. Nhân lúc mọi người hỗn loạn, ông bố bỏ trốn trước. Thấy vậy Haji liền đuổi theo. Cứ tưởng đã trốn được nhưng ông bố không ngờ tới trên người ông còn có gắn thiết bị định vị. Haji theo ông bố tới trước cửa kho tiền. Ở đây Haji thừa nhận cô bác sĩ đã nhờ anh đảm bảo an toàn cho ông. Anh khuyên ông bố ra đầu thú. Lúc này ông ta mới nhớ đến cô con gái của mình. Người bố bắt đầu thấy ân hận. Ông hứa sẽ ra đầu thú và làm chứng để bắt kẻ chủ mưu. Phía đồng đội Haji đã giải quyết xong đám côn đồ. Họ lên xe lần theo định vị của Haji. Bất ngờ một chiếc xe đi đến chặn đầu. Không ngờ đó lại là xe của In-gyu. Ông lên tiếng giải thích mọi việc cho cả nhóm. Hóa ra không phải ông phản bội lòng tin của mọi người mà chính ông cũng bị lừa. Tất cả hiểu rõ ràng mọi chuyện và làm hòa với nhau. Sau đó mọi người dẫn nhau đến chỗ Haji. In-gyu đưa ông bố rời đi và tạm biệt nhóm Haji. Hôm sau mấy người công tố In-gyu đưa tội phạm về đến bến cảng. Cô bác sĩ ra tận nơi để gặp bố mình. Công tố viên cũng để hai người đoàn tụ. Bỗng nhiên có một người rút súng ra bắn. Ai mà có ngờ đó lại là cấp dưới thân cận của In-gyu. Người bố thăng thiên ngay trước mắt con gái của mình. Cô bác sĩ đau đớn khóc lóc thảm thiết. In-gyu cũng bất ngờ trước một màn đang diễn ra. Nhóm Haji chứng kiến mọi việc cũng rất kinh ngạc. Bây giờ mọi cố gắng của họ đều trở về con số 0. Đây chính là kế hoạch dự phòng của tên trùm. Hắn cho người bắt cóc vợ con của anh cấp dưới, bắt anh sát hại nhân chứng duy nhất. Anh cấp dưới lập tức bị đồng đội khống chế. Trong nhà giam, anh liên tục xin lỗi In-gyu.
ông cũng hiểu cho tình cảnh của cấp dưới. Sau đó ông đã tìm thấy vợ con của anh, ông sẽ cho người bảo vệ họ an toàn. In-gyu hỏi cấp dưới ai là người đã ra lệnh cho anh nhưng cấp dưới hoàn toàn không biết. Anh chỉ nhớ trên cổ hắn có một hình xăm. Lúc này Byung-min đang điều tra về Haji. Thì ra anh là con trai của công tố viên Choi người đã bị sát hại 15 năm trước. Khi bị Haji bắt gặp Byung-min giật mình giấu giếm. Trước kia Byung-min từng nhúng tay vào vụ làm giả chứng cứ đổ lỗi cho bố Haji tội tham nhũng. Bây giờ anh cảm thấy hối hận không dám đối diện với Haji. Haji liên lạc cho Byung-min không được liền sốt ruột. Anh mở máy tính của cậu lên xem thử thì thấy đồng đội đang điều tra về mình. Biết Byung-min đã phát hiện thân phận của mình, Haji liền lái xe đi tìm cậu. Haji cho rằng Byung-min nghĩ mình lừa gạt cậu ấy nên giận dỗi bỏ đi. Một bên khác, Ah-ryung đi hỏi thăm tin tức về bố của mình. Có một người phụ nữ cho cô biết bố cô có liên quan đến vụ bê bối bầu cử 15 năm về trước. Ah-ryung đến tìm một ông say rượu. Ông ta là bạn tri kỷ của bố cô. Người đàn ông kể cho Ah-ryung một sự thật. Bố cô đã bị hại bởi người đó. Mà người đó trong lời kể chính là trùng cuối. Ah-ryung bắt đầu rối ren không biết nên làm gì kế tiếp. Lúc này chỉ còn Jin-woong ở nhà. Anh đi vào xem phòng Haji và phát hiện Haji đã điều tra những kẻ liên quan đến trùng cuối từ 2 năm trước. Jin-woong cũng nhận ra một tên trong số đó đã từng bị anh truy bắt. Kẻ thuê anh cũng được đám côn đồ gọi với cái tên người đó. Lúc này Byung-min tìm đến căn cứ bí mật của trùng cuối. Anh muốn đánh cắp thông tin để trục lỗi với Haji. Tuy nhiên ngay khi vừa xâm nhập vào hệ thống, tín hiệu báo động đã được gửi tới trùng cuối. Hắn ta cử Jong Seok đến bắt kẻ đột nhập. May mắn khi chúng tới nơi, Byung-min đã lấy cắp xong thông tin và chuồn mất. Nhưng đám côn đồ nhất quyết không bỏ qua. Byung-min gửi email chứa thông tin lấy được cho Haji, còn bản thân dụ đám côn đồ ra chỗ khác. Không may anh đã bị tên Jong Seok bắt được. Hắn đánh đập Byung-min dã man. Bây giờ Haji đã nhận được email của Byung-min. Anh dùng nó để tìm vị trí của đồng đội. Khi tới nơi, Haji thấy bạn mình bị đánh bầm dập. Một mình anh xông lên cân cả đám côn đồ. Haji cứu đồng đội thoát khỏi bọn chúng. Tin tức hai người trốn thoát đã đến tai trùng cuối. Hắn ta tức giận cho người triển khai kế hoạch tiếp theo. Sau khi thoát khỏi đám côn đồ, Haji mở email mà Byung-min đã gửi ra. Trong đó là toàn bộ kế hoạch của tên trùng cuối. Bên này, In-gyu nhận được một cuộc điện thoại của người bí mật hẹn gặp ông. Khi đi gặp mặt, vô tình ông để quên điện thoại. Nên lúc Haji gọi đến, cô cấp dưới của ông đã nhấc máy. Cô ấy nói cho anh biết địa điểm công tố In-gyu sẽ đến. Haji vội vàng báo tin cho đồng đội. Ah-ryung và Jin-woong nghe được tin này liền chạy đi tìm In-gyu. Một mình In-gyu đã đến tòa nhà được chỉ định. Trùng hợp thay đây là nơi mà sếp của ông đã đi chầu Diêm Vương 15 năm trước. Dù đã nghi ngờ nhưng In-gyu vẫn đi vào. Trong thang máy, In-gyu mở điện thoại ra xem thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Haji. In-gyu nghe máy thì được Haji nhắc nhở có kẻ muốn hại ông. In-gyu ngẩng mặt lên thì thấy người đi chung thang máy với mình chính là tên có hình xăm ở cổ. Kẻ xuất hiện trong lời khai của anh cấp dưới. Hắn ta muốn xử lý In-gyu ngay trong thang máy. May mắn thay, Jin-woong đã đến kịp lúc. Anh ở lại giữ chân địch cho In-gyu chạy trước. Nhưng kẻ ám sát không chỉ có một mình. Ở đây có rất nhiều tên côn đồ muốn hại In-gyu. Bất ngờ có người kéo ông bỏ chạy. Ah-ryung đến và đưa In-gyu rời đi. Khi ra bên ngoài, họ gặp được Haji đến ứng cứu. Cứ tưởng mọi việc đã êm đẹp thì bất ngờ có kẻ lái xe lao đến. In-gyu vì cứu Ah-ryung mà đã bị thương nặng. Mọi người hốt hoảng vì tưởng In-gyu đã thăng thiên. Nếu như vậy thì mọi cố gắng từ đầu đến giờ đều sẽ đổ sông đổ biển. May mắn In-gyu vẫn còn sống. Bây giờ đám côn đồ đã xử lý xong Jin-woong. Chúng định mang anh đi nhưng bất ngờ thay, Jin-woong đã tỉnh lại. Anh nhanh chóng phá vòng vây rồi trốn thoát. Bên ngoài, mọi người đang dẫn In-gyu đi thì thấy đám côn đồ đuổi theo Jin-woong. Haji lái xe đưa In-gyu đang bị thương nặng đi trước. Ah-ryung quay lại đón Jin-woong và đưa nhau trốn thoát. Biết tin này, kẻ đứng sau bắt đầu bất an. Hắn ra lệnh thực hiện kế hoạch cuối cùng. Lúc này Haji đã đưa In-gyu an toàn trở về căn cứ. Anh kể cho ông toàn bộ sự thật. Bây giờ In-gyu mới biết trưởng công tố mà mình tin tưởng nhất cũng tiếp tay cho bọn xấu xa. Ông không thể chấp nhận được sự thật. Tại sao ai cũng đứng về phía chúng còn Haji là ai? Tại sao anh biết vụ này nguy hiểm tới vậy mà vẫn làm? Cuối cùng Haji thú nhận với In-gyu rằng anh là con trai của công tố viên Choi người đã bị sát hại 15 năm trước, cũng chính là cấp trên của In-gyu. Haji muốn vạch trần tên trùng cuối, đem hắn ra trước ánh sáng công lý. In-gyu hoàn toàn có thể tin tưởng anh. Anh sẽ một mình làm nốt chuyện còn dang dở. Trước khi đi, Haji nhìn lại căn nhà đã từng có rất nhiều kỷ niệm. Anh nhớ tới thời gian hạnh phúc bên những người đồng đội của mình. Khi ba người còn lại trở về thì không thấy Haji đâu nữa, chỉ còn mình In-gyu ở đây. Ba người đoán rằng Haji đã hành động một mình. Biết được điều đó, ba người không hề đi tìm Haji. Thay vào đó, họ sẽ thay Haji dọn đường để anh có thể tiếp cận trùng cuối dễ dàng hơn. Cảnh sát lục soát nhà In-gyu tìm được một số tiền. Đây cũng là sắp xếp của trưởng công tố. Tuy nhiên, xác của In-gyu vẫn chưa tìm thấy. Rất nhiều người tỏ ra hoài nghi. Họ vẫn tin công tố In-gyu hoàn toàn trong sạch. Cô cấp dưới tới phòng trưởng công tố yêu cầu điều tra lại. Hắn ta liền cho giải tán luôn đội của In-gyu. Mọi người vô cùng ấm ức nhưng không thể làm gì. Để kế hoạch hoàn hảo, trưởng công tố nhất định phải tìm được In-gyu và hãm hại ông. Hắn dựa vào định vị đã lần ra dấu vết của In-gyu. Một đám cảnh sát lập tức lên đường. Trưởng công tố còn cho phép họ mang theo súng và xử người ngay khi tìm thấy. Đám cảnh sát tìm đến một khu nhà hoang. Thì ra Haji đã sắp xếp mọi chuyện. Anh để lại chiếc điện thoại của In-gyu đánh lạc hướng đám cảnh sát. Haji nhẹ nhàng giải quyết một tên cảnh sát và cướp súng của hắn.
Sau đó anh tìm tới tên trưởng công tố bắt cóc hắn ta đi đến một nơi khác. Haji cầm hàng nóng đe dọa tên trưởng công tố và hỏi ông ta về động cơ của mình. Thì ra người đó đã cho trưởng công tố một số tiền lớn cùng lời hứa sẽ đưa hắn đến một chức vị cao hơn. Trưởng công tố đã bị mờ mắt và tham gia vào kế hoạch của trùng cuối. Hắn thú nhận tất cả điều này với Haji. Anh cũng nhanh trí ghi âm cuộc nói chuyện lại. Haji còn nhân tiện dạy cho trưởng công tố một bài học. Kẻ thi hành luật không được phạm luật. Haji bỏ hắn ta lại rồi rời đi. Một bên khác, những người đồng đội bắt đầu dọn đường cho Haji. Byung Min xâm nhập vào hệ thống máy tính của tên trùng cuối. Mục đích của anh chỉ là chọc tức bọn chúng. Trùng cuối lập tức cử Jong Seok đi tìm kẻ phá hoại. Byung Min cùng Ah Ryung dẫn dụ Jong Seok đuổi theo mình. Cô lừa đám côn đồ ra bến cảng. Jin Uông thì đến trước sở cảnh sát trêu chọc. Đám cảnh sát nhanh chóng bám đuôi theo anh. Anh cũng dụ chúng ra bến cảng. Đám côn đồ cùng cảnh sát đối mặt nhưng chúng là cùng một bọn với nhau. Chính miệng Jong Seok đã thú nhận điều này. Tuy nhiên đây chính là kế hoạch của ba người. Trước đó họ đã nhờ cô cấp dưới của In Gyu xin cứu viện. Nhóm công tố viên xuất hiện kịp thời. Họ đã nghe thấy hết lời thừa nhận của Jong Seok. Tất cả bọn xấu xa bị nhóm công tố viên bế đi. Lúc này tên trưởng công tố trở về gặp trùng cuối. Hắn ta tỏ ra vô cùng tức giận bởi vì chưa tìm được xác của In Gyu. Không ai chịu tin In Gyu ăn hối lộ sợ tội mà tự đi tìm đường về nơi đất mẹ. Thế nên trưởng công tố không thể chính thức công bố khép lại vụ án. Thấy vậy tên trùng cuối liền cho trưởng công tố một cái xác để ông có thể thực hiện bước cuối của kế hoạch. Thế nhưng trùng cuối không ngờ hành động hại người của hắn đã bị quay lại. Thì ra Haji đã cài máy quay lén lên người trưởng công tố. Tên trùng cuối tỏ ra rất bực bội với trưởng công tố vô dụng suốt ngày làm hỏng việc của hắn. Haji dùng điện thoại của trưởng công tố gọi cho trùng cuối. Anh muốn hẹn gặp hắn ta một lần. Hôm sau In Gyu đã tỉnh lại. Lúc này cô bác sĩ đang chăm sóc ông. Cô đưa cho ông một mảnh giấy mà Haji để lại. Sau đó In Gyu trở về văn phòng. Ông tới để bắt tên trưởng công tố. Hắn ta đang định đem cái xác giả ra để công bố In Gyu đã ngỏm củ tỏi nhưng người sống lại trở về trước mặt. Kế hoạch của trưởng công tố và trùng cuối tan vỡ. Tối đó Haji đến gặp trùng cuối. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Trùng cuối thừa nhận những việc mình làm là muốn khơi dậy lòng căm phẫn của Haji. Những điều này làm Haji tức giận. Anh dạy cho hắn những bài học về luật nhân quả. Haji dọa sẽ ra tay với tên trùng cuối nhưng hắn không tin anh dám bóp cò. Bất ngờ đám côn đồ xuất hiện giải cứu hắn. Thì ra tên trùng cuối khiêu khích nãy giờ là để Haji mất cảnh giác. Chúng lao vào tẩn anh một trận. Trùng cuối còn cướp hàng nóng chĩa về phía Haji. May mắn thay đồng đội của Haji tới kịp lúc. Họ lập tức giải vây cho anh. Hai bên lao vào đập nhau tới tấp. Nhân lúc hỗn loạn trùng cuối liền rời đi. Thấy vậy đồng đội ở lại cản chân địch còn Haji thì lùa theo hắn ta. Ba người nhanh chóng giải quyết hết đám côn đồ rồi đi theo Haji. Lúc này trùng cuối đã lên xe bỏ trốn. Haji cũng lấy xe đuổi theo nhưng không ngờ đồng đội lại chặn đầu xe anh lại. Họ không muốn tiếp tục đứng ngoài cuộc. Haji sợ mất dấu hắn nên rất sốt ruột. Nhưng anh đã quên trong đội còn có một hacker thiên tài. Byung Min đã cài định vị vào xe tên trùm. Biết được hướng đi của hắn, cả đội lên đường đuổi theo. Haji không muốn ngăn cản đồng đội nữa. Ba người đàn ông lên một xe, Ah Ryung lái xe theo phía sau. Trên đường đi bất ngờ xe của cô gặp trục trặc. Thì ra đây là kế hoạch của Haji. Mấy người đàn ông không muốn cô em gái theo mình đối với mặt nguy hiểm. Ah Ryung bất lực ngồi trong xe khóc lóc. Cô hiểu được tình cảm của các anh dành cho mình. Lúc sau ba người cũng đến được tòa nhà. Tên trùm cuối đến đây để họp với mấy tay lãnh đạo cùng phe. Ba người đàn ông bắt đầu hành động. Jin Uông xử bảo vệ một cách nhanh gọn. Ba người lấy thẻ mở cửa thành công đột nhập phòng điều khiển. Haji đóng giả bảo vệ đi theo chỉ dẫn của Byung Min. Bên này Jin Uông làm nhiệm vụ đóng cầu trì. Tòa nhà đột nhiên bị cắt điện. Haji lợi dụng chiếc kính nhìn trong bóng tối lách qua bảo vệ vào phòng họp của mấy tên lãnh đạo. Sau đó anh gắn camera vào trong phòng. Xong việc, Haji mở cửa rời đi. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Điện có trở lại cuộc họp kín của đám quan chức bắt đầu. Họ không ngờ cuộc nói chuyện của họ đã được phát trực tiếp. Toàn bộ người dân đã thấy được bộ mặt thối nát của đám quan chức cấp cao. Bất ngờ Haji xuất hiện trong phòng. Ai nấy đều kinh ngạc khi thấy anh. Hóa ra sau khi xong việc, Haji không hề rời đi, bởi vì anh còn có một mục đích khác. Haji muốn minh oan cho bố của mình. Mọi người xem được tin này đều rất sốc. Kế hoạch vu oan hãm hại công tố viên Choi 15 năm trước đã bị vạch trần. Bên này In Gyu cũng xem được buổi phát trực tiếp. Đúng lúc này Jin Uông gọi điện báo vị trí cho ông. In Gyu cùng các cộng sự lập tức lên đường. Mọi chuyện bị lật tẩy làm tên trùng cuối rất tức giận. Hắn ta thừa nhận tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn dựng lên. Thân phận trùng cuối cũng bị bại lộ. Hắn chính là cố vấn của các quan chức cấp cao. Bởi vì mấy nhà lãnh đạo vô dụng muốn tìm cách lấp liếm chuyện xấu, họ đã tìm một người giúp mình bày mưu tính kế. Trùng cuối thuận thế làm việc xuất hiện đúng lúc đáp ứng toàn bộ nhu cầu của đám lãnh đạo thối nát. Hắn dần dần thao túng ngược bọn họ, bắt mọi người làm theo ý mình. Ai cũng phải kiêng dè tên trùng cuối. Nhưng Haji đã đứng ra vạch trần hắn ta. Haji nói rằng một thằng khốn như mày sẽ có một thằng khốn như tao xử lý. Giải quyết xong mọi chuyện, Haji quay mặt bỏ đi. Anh cùng hai người bạn bị đám bảo vệ đuổi theo giáo giết. Lên trên tầng thượng, ba người nằm xuống vì mệt mỏi. Haji hỏi hai người bạn liệu các cậu có hối hận không. Hai người nói họ vô cùng vui vẻ bởi vì theo Haji thực thi công lý quả thực rất thú vị. Byung Min lấy điện thoại ra check in lần cuối cùng. Họ gửi lời chúc cho cô em gái của mình. Ah Ryung trở về nhà thì xem được đoạn ghi hình mà mọi người gửi đến mình. Cô vô cùng hạnh phúc. Kể từ nay cô sẽ sống theo những gì mà mình muốn. Lúc này cảnh sát ập vào bắt ba người đi.
Nhìn thấy họ đang bị áp giải, Ingyu liền tới thanh minh cho ba người, nhưng Haji lại ra hiệu cho ông dừng lại. Mục đích của anh đã hoàn thành nên anh không còn gì hối tiếc. Họ muốn Ingyu hãy ở lại và tiếp tục truy bắt đám tội phạm. Tuy nhiên ông không muốn để họ ngồi tù sau những đóng góp của mình. Mấy ngày sau phiên tòa xét xử ba người diễn ra, công tố Ingyu lấy ra chiếc điện thoại mà mấy người thường xuyên dùng để trao đổi thông tin, nhưng số liệu trong đó đều đã bị xóa sạch. Ông đã thật sự hết cách. Tòa tuyên án cho mỗi người 15 năm tù. Ra bên ngoài, công tố Ingyu đến cảm ơn sự hy sinh của họ. Ba người chúc ngài công tố công tác thật tốt. Sau đó họ được xe cảnh sát đưa đi. Ai ngờ người lái xe lại là Arium. Cô đã cướp chìa khóa và đánh cháo người lái. Mấy người vui mừng khi gặp lại nhau. Arium tăng tốc đưa cả nhóm bỏ trốn. Chẳng mấy chốc họ đã cắt đuôi được cảnh sát. Mặt khác, công tố viên đến căn cứ bí mật của nhóm Haji lục soát. Họ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây. Ai đó đã mang tiền đi hết, chỉ để lại 30.000 won. Ingyu cười bất lực. Cái bọn này lúc nào cũng chừa đường lui cho mình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều bộ phim hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.